năm một của tổ 1 và tổ 2 xin trình bày là đa u tủy. Dạ. Thì em là bác sĩ Trần Tuấn Khôi, xin được phép trình bày ạ. Dạ. Thì phần trình bày của em có 6 phần. Thứ nhất đó là phần đại cương, thứ hai là lâm sàng, cận lâm sàng, thứ ba là chẩn đoán, thứ tư điều trị, thứ năm tiên lượng, thứ sáu là phòng bệnh và theo dõi. Dạ, thì cái phần trình của tụi em á là tụi em là các bác sĩ đa khoa nên phần trình của em có khi là nó không có được chuyên sâu, chủ yếu là trình bày về lâm sàng. Thì có cái phần nào mà không có được rõ thì xin được chị giải thích thêm. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, về phần đại cương thì đại cương em có 4 phần là lịch sử, định nghĩa, dịch tễ và sinh bệnh học. Thì qua phần lịch sử về vào giữa thế kỷ 19 thì các nhà khoa học, các nhà bác sĩ đã mô tả một bệnh ở những bệnh nhân ở một bệnh nhân 46 tuổi bị đau xương kéo dài và chết bởi cái chứng lúc này người ta không rõ thì người ta ghi là teo do albumin niệu. Thì năm 1889 đến 1890 thì Galle đã mô tả triệu chứng lâm sàng và hình ảnh tổn thương trên phim X-quang của bệnh. Sau này thì để tiện gọi thì các bác sĩ thường nói gọn bệnh này là bệnh Galle. Thì năm 1930 bắt đầu xuất hiện các kỹ thuật chọc hút tủy xương và cái giải phẫu bệnh ra đời, thì cái bệnh đau tủy xương này mới dần được sáng tỏ. Về tên gọi thì nếu tổn thương nó giới hạn trong xương thì gọi là u đơn độc, mà có một khối trong xương, hoặc là đa u tủy là nó nhiều khối u trong tế bào xương, mà nếu nó hình thành ở ngoài xương thì gọi là u tế bào ngoài tủy. Hình bên trái là ông Otto Galle sinh năm 1849, mất năm 1893. Phần định nghĩa này được trích từ quyển lâm sàng huyết học của Winthrop. Thì đa u tủy xương là một bệnh lý tăng sinh ác tính của những tương bào được đặc trưng bởi ngũ chứng lâm sàng. Cái ngũ chứng lâm sàng là 5 triệu chứng. Thứ nhất là thiếu máu, thứ hai là xuất hiện các protein đơn dòng trong huyết thanh hoặc thải qua nước tiểu, thứ ba là tổn thương hủy xương. Hủy xương này có thể thấy ở trên X-quang, hoặc là tổn thương biểu hiện lâm sàng là đau xương. Thứ tư là tăng canxi máu và thứ năm là suy thận. Thì về phần dịch tễ qua các con số thì đây là một cái bản đồ về bệnh đa u tủy năm 2012 được cập nhật ở năm 19 tháng 6 2017. Thì ta thấy là đa phần á, là cái bệnh này thì được cái tần suất của nó trên 100.000 dân á, thì nó thường gặp nhất là ở các nước phương Tây, châu Mỹ và các nước đã phát triển. Còn đối với Việt Nam á, là nó ở cái khung màu á, là tỷ lệ nó rất thấp. Thì có thể được giải thích là ở y học các nước phương Tây và các nước phát triển thì họ tầm soát bệnh rõ ràng hơn và có cái phương tiện để tầm soát bệnh nên tần suất họ phát hiện nhiều hơn, trong khi các bệnh về huyết học chuyên khoa sâu thì thường ít được chú ý tới. Thì các con số ở đây là đây là một bệnh ung thư nó đứng hàng thứ hai trong những bệnh lý huyết học chỉ sau lymphoma. Thì lymphoma là hôm bữa các bạn đã trình rồi. Về tỷ lệ thì gần đây thì năm 2020 thì có 32.270 những bệnh nhân được chẩn đoán là đa u tủy, chiếm 1.8% trong tất cả những cái ca ung thư. Và cái tỷ lệ này nó tăng dần, thì năm 2000 trước năm 2010 thì nó tỷ lệ nó chỉ có 1% thôi, thì hiện tại thì bây giờ nó đã tăng lên 1.8% rồi. Cái tuổi trung bình nó xuất hiện là khoảng tuổi trung vệ là khoảng 69 tuổi và mắc nam nhiều hơn nữ, thường gặp ở người Mỹ gốc Phi nhiều hơn. Thì tỷ lệ mắc là khoảng đây là một cái dịch tễ trước 2010 thì
tỷ lệ mắc là 3 đến 4 người trên 100.000 dân. 1 phần 3 số bệnh nhân có liên quan đến bất thường nhiễm sắc thể. Số 14, cái chuyển động nhiễm sắc thể. 821 là Q22, Q33. Nguyên nhân bệnh sinh thì thật sự thì chưa rõ. Tuy nhiên á, về dịch tễ cho thấy tỷ lệ mắc nó sẽ tăng ở những người nông dân, những người mà công nhân thuộc da, hoặc là những người mà tiếp xúc với hóa chất công nghiệp, ví dụ như benzen. Và đặc biệt là ở những người mà người ta thấy là trong sự kiện ném bom nguyên tử hạt nhân ở Nhật Bản, thì người ta thấy sau đó thì có rất nhiều bệnh nhân được phát hiện là bị nhiễm phóng xạ và được chẩn đoán là đau tủy. Về chế độ ăn uống thì thuốc lá, rượu, chế độ ăn ví dụ như ăn nhiều gan thì sẽ mắc đau tủy, trong khi ăn nhiều rau, vitamin C là yếu tố bảo vệ. Tình trạng kinh tế xã hội kém cũng góp phần, và tiếp xúc kháng nguyên mãn tính, có nghĩa là những bệnh nhân mà cứ nhiễm trùng tái đi tái lại, viêm phổi này nọ, những ung tiểu này nọ cứ tái đi tái lại nhiều lần thì sẽ kích hoạt đến cái cơ chế tiếp xúc kháng nguyên mãn tính và cũng sẽ ảnh hưởng thay đổi cái trình diễn kháng nguyên và ảnh hưởng gây bệnh. Thì đại cương thì sinh bệnh học, trước tiên nói về bệnh như thế nào thì ta phải qua bằng sinh lý bệnh bình thường. Sinh lý bình thường thì tương bào hay còn gọi là plasma cell, nó là một tế bào trưởng thành nhất của dòng lympho. Tế bào này nó có khả năng tổng hợp và chế tiết các globulin miễn dịch dưới sự kích thích của các nguyên kháng nguyên. Thì cái đây là một cái cây cây sơ đồ từ các dòng tế bào gốc chia ra thành các tế bào máu trắng. Thì cái tế bào B nó mới là tiếp xúc với kháng nguyên và sau đó nó mới trưởng thành lên từ từ và nó sẽ tạo thành hóa thành các plasma cell, và cái mục đích và cái và nó sẽ tiết kháng thể để đóng vai trò trong miễn dịch của tế bào. Thì bình thường á, sau khi một quá trình lâu dài sống thì một thời gian hoạt động thì các tế bào này nó sẽ tự chết theo chu trình và sẽ có những tế bào khác tăng sinh đảm bảo vai trò miễn dịch cho cơ thể. Về sinh bệnh học thì sinh về là sinh lý miễn dịch thì tương bào về cơ bản nó được đặc trưng bởi sự biểu hiện đồng biểu hiện của CD138 và CD38. Thì đây ta có thể thấy một dòng chu trình của nó. Thì khi mà ở trong tủy xương thì nó sẽ bắt đầu phát triển những CD19, 20 là những cái dòng mà dòng tế bào plaque của nó, những tế bào nguyên thủy của nó. Sau đó nó sẽ đi ra ngoài máu và nó bắt đầu trưởng thành, và khi nó trưởng thành thì nó bắt đầu mất dần cái CD 19 20 và nó giữ lại CD 27 và đa phần gần như 100% là nó sẽ xuất hiện CD 38 và CD 138 là cái dấu hiệu đặc trưng nhất để phân biệt cái tế bào bình thường. Thì khi ác tính thì chúng sẽ có biểu hiện ở các CD khác như là CD 28, CD 33, CD 56, CD 117 và mất đi CD 27. Thì đây là một cái bảng có thể phân biệt được tương bào bình thường và tương bào bệnh lý. Một lát mình sẽ đi rõ thêm. Thì các bất thường của dòng plasma cell thì như nãy mình nói, đây là các tế bào gốc, tế bào trưởng thành, và khi mà tế bào nó tăng sinh ác tính thì trước đó nó sẽ có các dạng như là MGUS, SMM. Thì đây là các tế bào tương bào bất thường nhưng mà nó không có đáp ứng cái tiêu chí đau tủy được đặt ra. Thì đó là những cái dòng trẻ hơn nữa. Trước đó ví dụ như là MGUS là bệnh lý gamma đơn dòng, có nghĩa không xác định, đau tủy tiềm tàng hay là u tương bào đơn độc. Và các tương bào bất thường này thì nó sẽ tạo ra các protein bất thường khác nhau, như ví dụ như là immunoglobulin đơn dòng, protein đơn dòng, N-spike hay paraprotein. Thì về phần bệnh học, tế bào ung thư trong đau tủy xương là tế bào kém biệt hóa và có đời sống kéo dài. Thì đây có tế bào bình thường mà các tế bào bất thường thì khi nó tăng sinh nó rối loạn về những sắc thể, nó sẽ có những cái dòng bình thường nó vẫn có chế tiết được miễn dịch bình thường,
Tuy nhiên khi mà nó qua giai đoạn phân chia tế bào thì những cái dòng mà bất thường nó sẽ lại là một nhóm tế bào bất thường khác, và nó sẽ tăng sinh và nó bắt đầu sống dài, trong khi những cái thằng tế bào bình thường thì nó theo chu trình tế bào nó sẽ chết. Thì những cái tế bào bất thường này nó sẽ bắt đầu quá trình gây bệnh. Thì quá trình gây bệnh của nó là nó sẽ tăng sinh ác tính, và nó sẽ gây hai biến chứng: một là biến chứng tại xương và tủy, hai là các biến chứng ngoài xương tủy. Biến chứng tại xương thì nó sẽ gây phá hủy xương, biến chứng tại tủy thì nó sẽ gây xâm lấn các tế bào máu bình thường khác, và các biến chứng ngoài tăng quá mức cái immunoglobulin này trong máu nó sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan. Thì về cơ chế bệnh sinh cụ thể tại xương, cơ chế tại tủy hủy xương, thì người ta thấy rằng á, ra cơ chế cũng chưa rõ ràng, tuy nhiên có một cái giả thuyết là tương tác giữa các tế bào myeloma và các tế bào nền trong tủy xương. Thì cái tế bào đau tủy là màu tím và tế bào trong tủy xương là màu xanh này, thì hai cái tế bào này tương tác nó sẽ sản xuất quá mức cái cytokine và tăng hoạt hóa hủy gốc bào, và nó tăng hủy gốc bào và nó lại ức chế cái thằng tạo gốc bào, do đó nó ảnh hưởng là nó sẽ phá hủy xương nhiều hơn. Về cái cơ chế thứ phát và cơ chế ngoài tủy, thì khi mà immunoglobulin nó lắng đọng nhiều ở trong máu thì nó sẽ gây ra các biến chứng cơ quan. Ví dụ như thứ nhất là nó lắng đọng ở cầu thận, là ống thận ô kẽ, thì nó sẽ gây suy thận. Và khi mà nó gây tăng immunoglobulin miễn dịch quá mức thì protein trong máu toàn thân nó cũng tăng, dẫn tới tăng độ nhớt huyết tương, hồng cầu nó lắng nhanh hơn bình thường, và nó sẽ gây tốc độ máu lắng tăng, xét nghiệm lúc này sẽ tăng cao. Thì các immunoglobulin bất thường tăng cao, ví dụ như là gamma-globin, immunoglobulin đơn dòng giảm albumin, tăng protein C, interleukin 6 và beta-2-microglobulin, và không phải là những cái này không phải là những immunoglobulin bình thường, chúng không có hoạt tính kháng thể để bảo vệ cơ thể, hậu quả là bệnh dễ bị nhiễm trùng. Cái này á, người ta công bố nghĩa là C có nghĩa là nó tăng C, chữ C là calcium, chữ R là renal dysfunction có nghĩa là chức năng thận, chữ A là thiếu máu, và chữ B là mon có nghĩa là ảnh hưởng cấu trúc xương, hủy xương. Về triệu chứng thì triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng. Cận lâm sàng ở đây sẽ quan tâm ba phần chính là máu nước tiểu, công thức máu, hình ảnh học, tủy đồ và sinh thiết. Thì về phần lâm sàng, như đã nói, tổn thương xương nó chiếm gần 60% các trường hợp, trong đó bao gồm ba vấn đề. Thứ nhất là đau xương chiếm 66%, đau thì ở cục sống, chậu, hông, lồng ngực, với tính chất đau tự nhiên, tăng dần khi vận động, nghỉ thì có giảm, ít đáp ứng với các thuốc giảm đau thông thường. Người gãy xương bệnh lý thì gặp trong 50%, như xương đòn, xương sườn, xương ức. U tương bào khoảng chỉ chiếm 10% thôi, ví dụ như là u mềm, không đau, nổi trên nền xương, kích thước khoảng nửa phân đến 2 phân. Thường thì thấy ở xương sọ, xương đòn, xương ức, bả vai, và ít thấy ở các xương tay chân. Đặc biệt là cái thằng thiếu máu thì nó gặp ở 70% các trường hợp người mới chẩn đoán thiếu máu, là có thiếu máu. Thường thiếu máu chỉ ở mức độ nhẹ và vừa thôi, hemoglobin tầm 10 gram trên lít, đơn đề xuất da với biểu hiện là da xanh đi, mạch nhợt nhạt, mệt mỏi. Suy thận thì trong đó chỉ có khoảng 10% bệnh nhân mới chẩn đoán có suy thận nặng cần phải chạy thận nhân tạo. Yêu cái biểu hiện thường nhập viện là phù tiểu ích, từ đó mình xét nghiệm từ mình tiếp cận từ từ mình sẽ ra các vấn đề. Thì tăng canxi máu thì có biểu hiện của táo bón, buồn nôn, khát, suy thận, rối loạn tâm thần nếu mà nó một cơn tăng canxi máu. Các triệu chứng toàn thân có thể thấy như là mệt mỏi, suy sụp, giảm cân, gầy sút, sốt kéo dài. Về tăng nội quánh máu thì sẽ khiến cho bệnh nhân có biểu hiện của hô hấp, khó thở, nhưng biểu hiện của xuất huyết võng mạc, chảy máu mũi. Nhiễm trùng thì gặp trên 75% bệnh nhân sốt, mồ hôi, lưỡi bẩn. Xuất huyết thì có thể do xuất huyết dưới da do giảm tiểu cầu.
Về bệnh lý thần kinh thì có ba tổn thương thường gặp là chèn ép tủy sống, bệnh lý thần kinh ngoại biên, thâm nhiễm thần kinh trung ương. Thì các khối u này chèn ép trực tiếp hay là do các lobuli miễn dịch gây tổn thương, nó chèn ép tủy sống và rễ thần kinh, tổn thương gắn dây thần kinh sọ não, viêm đa dây thần kinh, tăng áp lực nội sọ và tổn thương lấy mắt. Gan nó to thì thường ít gặp. Về cận lâm sàng, về máu và nước tiểu, thì đầu tiên là máu ngoại vi. Khi mà ta xét máu ngoại vi thì thường ta sẽ đếm số lượng tương bào, đếm mình ta xác định định tính của nó có hay không. Nếu có thì ta sẽ đếm số lượng tương bào trong 200 con tế bào có nhân. Thì hồng cầu thì lúc này ta sẽ thấy là đa số là thiếu máu đặng sắc đặng bào. Tuy nhiên đôi khi cũng có thấy thiếu máu hồng cầu to. Hình ảnh hồng cầu chuỗi tiền, thì hồng cầu chuỗi tiền nó xếp thành những cái mà nó thành chuỗi dọc với nhau. Thì chuỗi tiền này thường gặp trong đau u tủy hay là những bệnh lý mà tăng protein máu. Bạch cầu hạt tiểu cầu thì giảm tùy theo giai đoạn của bệnh, tóc máu lắng thường thường tăng. Cái thằng máu ngoại vi này nếu mà mình làm công thức máu, mình xét nghiệm về hồng cầu lưới thì và mình hiệu chỉnh thì mình thấy nó sẽ giảm. Sinh hóa máu thì protein toàn phần thì tăng cao trên 80 gram trên lít, tỷ lệ A trên G thì đảo ngược bé một. Một số trường hợp ví dụ như chuỗi nhẹ thì protein toàn phần có thể không tăng. Điện di protein thì có hình ảnh tăng gamma globulin đơn dòng, định lượng globulin thì thấy là tăng kháng thể đơn dòng, các loại immunoglobulin còn lại thì thấy giảm nặng. Tỷ lệ bệnh hay gặp là IgG 55%, IgA 25%, 20% là cái chuỗi nhẹ. Beta myoglobulin thành tăng 6 mg trên lít. Đây là một cái yếu tố tiên lượng xấu cho bệnh. Urea thì từng tăng trong trường hợp suy thận, tăng acid uric. Nói thêm acid uric tăng thì thường gặp trong những cái bệnh lý về các dòng ác tính của dòng tử bào máu. Ví dụ lymphoma cũng tăng và đau tủy này cũng tăng. Thường là dòng blood cell của bệnh về tủy. Tăng canxi máu. Thì đây là một cái điện di protein huyết thanh minh họa sự tăng đột biến protein đơn dòng ở mức 3 gram trên decilit. Đây M3 nó rất là cao trên đỉnh mà nó vượt qua cái ngưỡng của cái đếm máy đếm này. Thì điện di cố định minh họa một protein đơn dòng dạng lambda IgG. Thì sinh hóa nước tiểu thì khi mà ta định định lượng nước tiểu thì thấy là canxi máu thường tăng. Định lượng protein nước tiểu 24 giờ thì nó cũng tăng. Sau đó ta lấy đạm, ta điện di thì thấy chuỗi nhẹ chiếm hơn 50%. Định tính về protein benzoin thì thường dương tính. Thì đây có thể benzoin được dựng hình 3D trên X-quang loại. Thì cái này trước tiên định tính thế nào thì đầu tiên đó là ta đun cái nước tiểu không hợp nước tiểu này lên, sau đó ta thấy ở khoảng 60-70 độ thì nó bắt đầu nó đông kết lại. Tuy nhiên khi nhiệt độ tăng dần hơn 70 độ thì nó sẽ bắt đầu tan ra. Nên có nghĩa là xuất hiện cái protein nhiệt tan có nghĩa là vậy. Chứng tỏ là có các thành phần protein chuỗi nhẹ gồm thể lambda và thể cấp 3. Về tủy đồ là lam tỷ hút, có nghĩa là khi thấy các bất thường về lâm sàng và các cận lâm sàng máu ngoại vi thì ta tiếp đến một cái phần chẩn đoán mạnh ta hơn xíu, đó là tủy đồ. Thì lúc này ta chọn hút cái dịch của tủy thôi chứ không chứ chưa phải là lấy nguyên cả mô nó. Thì dòng plasmo á thì lúc này ta đếm trên 500 tế bào có nhân thì ta thấy tăng tỷ lệ lớn 10%. Cái dòng này lớn hơn 10%, tuy nhiên á thường nó sẽ có khi là 30-60%, nhiều trường hợp trên 60% số lượng tế bào tủy luôn. Kèm á lúc này á trả lời là luôn là hình thái học như thế nào, nhân thế nào, kiểu mô phân bố thế nào, bào tương ra sao, hình các tế bào khác, các tế bào tủy khác như thế nào. Vì ví dụ như là tế bào xương thì có thể thấy là và các tế bào xương thì có thể thấy là tăng số lượng hủy cốt bào nhưng mà lại giảm tạo cốt bào. Đó là sinh tủy thứ phát thì gồm giảm sinh các tế bào tủy bình thường, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Các xét nghiệm FIT hay dấu ống miễn dịch thì cũng được làm trong tủy đầu này. Thì đây là một hình ảnh của nhuộm
nhiễm Rai. Thì ta thấy có một sự không đồng nhất về nhân và nguyên sinh chất giữa các tương bào. Thường thì các tương bào bình thường nó sẽ có một cái hình dạng, tỷ lệ mật độ về nhân, nguyên sinh chất nó khá tương đồng nhau. Tuy nhiên trong các những hình tế bào tương bào và được thường thường từ nhân kích thước và tỷ lệ. Ngoài ra thì nếu mà ta thấy cái mũi tên này nó qua đây nha các bạn, một cái tương bào mà nó có hai nhân. Okay. Tuy nhiên nhược điểm của chọc hút tủy là không, nó không lấy đúng cái phần, nếu mà không lấy đúng cái phần tổn thương thì có thể sai biệt kết quả. Thì lý do tại sao thì mình qua phần một lát qua phần sinh thiết mình sẽ nói. Còn đây là phần kỹ thuật FIT, có nghĩa là lan hình quang tại chỗ. Thì lúc này người ta sẽ phát hiện các tổn thương chuyển đoạn 14, 16, 11, 14, 6, 14, 4, 14, hoặc là nhiễm sắc thể 14 chuyển đến 20, và cũng có thể là mất đoạn mất nhiễm sắc thể, đoạn nhiễm sắc thể 13 mất ở 17. Đây, đây có thể, này thì mình sưu tầm trên mạng, trong web Facebook thôi, mình cũng có chưa rõ hiểu. Về sinh thiết tủy thì chỉ định khi mà chẩn đoán đau tủy hoàn khó và chẩn đoán xác định hoàn có thể dùng chẩn đoán đau, chẩn đoán bằng sinh thiết tủy. Mình chẩn đoán thường thì có thể là biểu đồ cũng được rồi. Và thứ hai là chỉ định trong đánh giá tồn lưu sau điều trị thì cũng tương tự như vậy, nó cũng đánh giá lòng dòng plasma, dòng tế bào xương và các dòng tế bào khác. Nó chỉ khác cái là ở các hình dạng hình thái tổn thương thì các bạn thấy là trong tủy đồ thì bởi vì đây là nằm trong tủy, còn cái kia là dịch hút từ tủy ra thôi. Một cái dịch hút thì nó sẽ mật độ tế bào nó ít nên có khi mình nó phản ánh không rõ, còn trong khi mình lấy nguyên cái mô ra luôn á thì mình sẽ thấy rất là rõ các tế bào từng hình thái là sao. Thì nãy các bạn thấy thì nó thưa thớt, tuy nhiên ở đây thì tế bào nó rất là nhiều. Đây là một cái hình thái tổn thương dạng lan tỏa nhiễm trên HE và quang trường 40. Còn với cái dạng mà nhuộm CD 38 quang trường 20 nhỏ hơn xíu thì ta có thể thấy là mô kẽ của nó tổn thương kiểu mô kẽ, con cụm nhỏ thì xung quanh nó sẽ là những cái tế bào bình thường, còn nó chỉ tổn thương là dạng cụm cụm nhỏ nhỏ vậy thôi. Và phần dạng nốt thì gần như là xung quanh thì nó bình thường nhiều hơn và nó chỉ ở một chỗ rất nhiều tăng sinh ra. Còn dạng hỗn hợp, dạng hỗn hợp có nghĩa là nó vừa lan tỏa vào mô kẽ nhuộm trên nhuộm CD 138 ở thương quang trường 40. Các bạn thấy khu này là khu mô kẽ, khu dưới là khu lan tỏa, thì nó ưu điểm hơn so với tủy đồ một cái là nếu mà những trường hợp như lan tỏa hay mô kẽ thì có thể là tủy đồ nó phản ánh gần đúng cái mật độ của tế bào. Tuy nhiên đối với thằng cụm nhỏ hay là dạng nốt thì nếu mà mình không lấy đúng cái phần tổn thương đó, thì nó sẽ không có ra kết quả như này. Lúc này mình sẽ đánh giá hơi sai về kết quả một xíu. Về hóa mô miễn dịch của sinh thiết tủy thì vai trò giải phẫu bệnh đau tủy xương mô miễn dịch thì CD 1956 tỷ lệ cấp 3 lambda là thứ nhất là chẩn đoán tương bào lành tính thì CD 19 nó dương tính, CD 56 âm tính. Tính là CD 19 âm, còn 56 thì dương tính. Và vai trò giải phẫu bệnh thứ hai là xác định tỷ lệ tương bào trên mô tủy sinh thiết thì thường dùng CD 138, CD 38 là đối với những tương bào bình thường. Đây màu xanh, ô một cái ô khung màu xanh là những cái bình thường, biểu hiện bình thường của những cái dòng tương bào bình thường, còn màu đỏ là những cái dòng mà khi nhuộm lên mình thấy nó dương tính thì mình nghĩ đó là các tương bào bất thường. Bạn thấy CD 56, 117, 20 nếu mà xuất hiện thì gần như đó là tương bào ác tính, tỷ lệ rất là cao.
về hình ảnh học về X quang, CT scan, MRI xương hoặc chụp hình hoặc chụp xạ hình. Thì X quang hay có nhiều hình ảnh tiêu xương, đột xương ở cột sống, chậu, sọ, sườn. Chụp CT hoặc MRI xương thì có thể cần trong những trường hợp bệnh nhân đau xương, như nhưng cho X quang xương thì không thấy tổn thương. Chụp PET-CT hoặc MRI thì có thể phối hợp thì phát hiện những tổn thương mới ngoài tủy hoặc chèn ép tủy sống. Đây là hình ảnh X quang về sự hủy xương và những lấm đốm, nó hình ảnh xương nó không mật độ không đều. Đây là hủy xương chậu. Ngoài ra ta cũng có thể thấy là hình ảnh của loãng xương lan tỏa, thân các đốt sống thì nó bị biến dạng, mà đôi lúc mình sẽ thấy hình ảnh là loãng xương nặng gãy xương do đè ép cột sống ngực, nên cột sống nó bị đè ép. Trên xương thì nó sẽ biểu hiện hình ảnh là tiêu xương hình hốc, những cái hốc, những cái hang này là trên hình ảnh hủy xương sọ. Thì xạ hình á thì nó có xạ hình xương hoặc xạ hình thận chức năng, để mục đích làm gì? Để đánh giá tổn thương nè, chẩn đoán giai đoạn trước điều trị, theo dõi đáp ứng điều trị, đánh giá tái phát và di căn. Thì chụp PET CT với 18F, FTG, FTG thì trước điều trị để chẩn đoán u nguyên phát. Chẩn đoán giai đoạn bệnh, chụp sau điều trị để theo dõi đáp ứng bệnh, đánh giá tái phát và di căn, mô phỏng để lập kế hoạch điều trị. Thì hình ảnh học về MRI thì ta thấy khi chụp các T1 các hình ảnh tương phản thì ta thấy rõ cái hình ảnh của tủy sống nó bị chèn ép bởi các xương xương đốt sống. Và chụp thì chụp có hoặc không có gadolinium. Còn về hình ảnh về bét mà có 18 fluorouracil gluco thì ta thấy là có các hình ảnh phát xạ từ các xương sườn cục đốt sống, biểu hiện là có tổn thương ở cái vị trí đó. Về chụp trên hình ảnh CT bét thì ta thấy là tổn thương ở xương sườn và đốt ảnh này, chỉ trên xương sườn và xương đốt sống. Về sinh học phân tử thì sẽ giải trình tự nhiều gen. Về phần chẩn đoán thì có tiêu chuẩn chẩn đoán phân giai đoạn bệnh, phân nhóm nguy cơ, chẩn đoán phân biệt. Thì chẩn đoán thể bệnh thì bệnh này như đã về phần lịch sử đã giới thiệu thì nó đã có một cái lịch sử lâu đời. Và tôi chẩn đoán thì hồi xưa người ta chỉ nghĩ tới cái bệnh đau tủy thôi, chưa có mô tả những cái dòng trước đó. Năm 1973 sau đó cập nhật tiêu chuẩn vào năm 2003. Và hiện tại có cái tiêu chuẩn mới 2014 cập nhật 2015. Thì tiêu chuẩn nó thế nào? Thì các thể bệnh trước đó là thể MGUS, SMM, là bệnh lý gamma đơn dòng, có nghĩa không xác định, hoặc đa u tủy xương ở dạng tiềm tàng chưa biểu hiện lâm sàng. Cái thể mà đa u tủy xương hoạt động thì nó cần phải thỏa cả tiêu chuẩn 1 và tiêu chuẩn 2 bên dưới. Tiêu chuẩn 1 thì có thể là một trong hai, và tiêu chuẩn 2 thì cũng chỉ có cần một trong hai, và hai này nó phối hợp nhau. Thì ví dụ như là tế bào tủy xương, tế bào dòng plasmo trong tủy xương thì chiếm hơn 10%, họ sinh thiết chứng minh có u tế bào dòng plasmo. Các triệu chứng lâm sàng như rát về định lượng thì canxi máu là lớn hơn 2,75 mmol trên lít, hoặc là đối với cái phòng xét nghiệm nó, mình lấy cái chỉ số cao nhất phòng xét nghiệm mà mình cộng thêm 0,25 mmol nữa, nếu mà nó tăng hơn á thì có là thỏa tiêu chuẩn của tăng canxi máu. Suy thận á thì creatinine huyết thanh á phải lớn hơn 20 mg trên decilit, hoặc eGFR bé hơn 40 ml trên phút. Thiếu máu là dạng đặc sắc đảm bào với hemoglobin tụt dưới ngưỡng bình thường hoặc là bé hơn 10 g trên decilit. Tổn thương trên hình ảnh học là hình ảnh thấy loãng xương, tiêu xương nặng hoặc gãy xương bệnh lý. Còn các tiêu chuẩn mới năm 2014 là tỷ lệ tế bào dòng plasmo trong tủy xương lớn hơn 60%, KLC không liên quan lớn hơn 100%. Trên hình ảnh MRI thì có tổn thương khu trú
kích thước lớn 5 mm. Thì phân giai đoạn bệnh thì nó có 3 giai đoạn, cái thỏi tiêu chí định lượng globulin albumin máu. Thì giai đoạn 3 giai đoạn nặng nhất. Các nhóm nguy cơ theo di truyền tế bào và nguy cơ về FIS. Thì những nguy cơ cao là nguy cơ mất loạn nhiễm sắc thể 17, chuyển đoạn 14, 16 hay 14, 20. Về chẩn đoán phân biệt thì có ba chẩn đoán phân biệt thường gặp, thì là u tế bào dòng plasmon ngoài tủy, có nghĩa là nếu tăng sinh tế bào dòng plasmon thể hiện trên sinh thiết tổn thương ở xương hay mô mềm và không có bằng chứng, mà không có ta bằng chứng tăng sinh dòng plasmon trong tủy xương, trên tủy đồ hoặc là sinh thiết và sinh thiết, hoặc là ung thư máu ở tế bào dòng plasmon có thể là nó là nguyên phát, là thứ phát sau đa u tủy xương, được chẩn đoán khi máu ngoại vi có tỷ lệ dòng plasmon trên 20% hay số lượng thịt đó lớn hơn 2 gram trên lít. Và bệnh Waldenstrom thì tăng gamma IgM lớn hơn 3 gram trên decilit, tăng sinh lympho và tế bào lympho dạng tế bào dòng plasmon tủy xương. Điều trị thì có gồm điều trị đặc hiệu, điều trị tái phát, và kháng thuốc và điều trị hỗ trợ. Thì trong các bệnh lý về máu, bệnh lý ung thư thì thường người ta sẽ đa mô thức, từ hóa chất tới miễn dịch xạ trị các tế bào gốc hay là phẫu trị. Tuy nhiên ở đây thì bởi vì nó tổn thương lan tỏa nên không có phẫu trị. Thì các cái điều trị này có thể phối hợp tùy theo giai đoạn bệnh, tùy theo mục đích điều trị. Thì điều trị đặc hiệu cho u tủy, đau tủy thì trước khi điều trị phải xác định rõ mục tiêu và chiến lược kế hoạch điều trị cụ thể. Kế hoạch chiến lược ở đây có nghĩa là bệnh nhân có chỉ định ghép tủy hay không, và hoặc là bệnh nhân nằm ngoài chỉ định ghép tủy rồi thì mình điều trị thế nào. Ví dụ điều trị này là điều trị với mục đích là ức chế mạnh cái dòng đau tủy, còn trong khi không với mục đích ghép tủy thì nó mang tính chất là điều trị hỗ trợ, điều trị về sau thôi. Thì các cái thuốc, về lịch sử về các cái thuốc thì nó đã xuất hiện từ bắt đầu xuất hiện từ đầu thế kỷ 20, và hiện tại cho đến 2016 thì nó đã có ra rất nhiều cái thuốc thế hệ mới. Tuy nhiên về lưu đồ thì như cũng đã nói thì người ta dựa vào phân giai đoạn, phân mức độ sinh học phân tử, và người ta coi nếu bệnh nhân mà phù hợp với ghép tủy hoặc bệnh nhân không phù hợp với ghép tủy thì đó mới là mục tiêu điều trị của từng ca bệnh. Thì đối với những bệnh nhân mà không thể ghép tủy, không thể ghép tủy ở đây là đó như là những bệnh nhân mà thường lớn hơn 65 tuổi, thể trạng lâm sàng kém, thể trạng bệnh thì có ý nghĩa lựa chọn ghép nó nhiều hơn là tuổi bệnh. Có nghĩa là nếu bệnh nhân lớn hơn 65 tuổi nhưng mà bệnh nhân có thể trạng tốt thì mình vẫn cân nhắc điều trị cá thể hóa, mình có thể là xem xét là ghép tủy cho bệnh nhân. Còn nếu mà không á, thì bệnh nhân nằm trong nhóm là không thể ghép tủy thì các thuốc ví dụ như mefalan, các thuốc về ức chế miễn dịch, thì đây là cái phác đồ này nó nằm trong cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học của về đa u tủy xương của Bộ Y tế, thì ta có thể theo dõi trong slide. Nhưng mà có chỉ định ghép tủy thì thường thì cần phải thực hiện ở tuyến y tế chuyên khoa. Chỉ định là đối với những bệnh nhân trẻ, bệnh nhân thể trạng lâm sàng tốt, tuổi từ 16 đến 60. Thể trạng lâm sàng có nghĩa là chức năng hô hấp, gan, thận còn tốt, bệnh còn đáp ứng với tốt với hóa trị. Máu thì hemoglobin trên 8 gram phần trăm, bạch cầu lớn hơn 3 gram trên lít, tiểu cầu lớn hơn 100 ngàn gram trên lít. Thì tại sao mà cần thể trạng tốt? Có nghĩa là lúc này á, là các ta thấy các giai đoạn là hóa trị tấn công, kích thích tủy, thu thập tế bào gốc, giai đoạn điều kiện hóa và truyền trả tế bào gốc cho bệnh nhân.
thì cái điều trị này nó rất là gọi là điều trị rất là ngặt nghèo cho bệnh nhân, bệnh khiến có thể thể trạng bệnh nhân suy sụp, suy kiệt. Ví dụ như là hóa trị tấn công này, dùng những cái thuốc rất là mạnh đánh vào tủy, đánh vào máu. Rồi sau đó mình sẽ cho kích thích kích tủy để tạo kích tủy của bệnh nhân tạo ra cái những dòng tế bào bình thường. Sau đó mình sẽ thu thập tế bào gốc. Rồi bắt đầu mình sẽ dùng những cái thuốc của cái một cái thuốc để điều kiện hóa, mình chọn những cái dòng tế bào gốc bình thường, rồi sau đó mình nhân lên và mình sẽ truyền trả tế bào. Thì các thuốc trong điều trị hóa trị tấn công đây cũng là nằm trong phác đồ của định lý hóa học của Bộ Y tế, ta có thể xem điều trị rất là lâu, sau đó tốt nhất thường là 3 đợt hóa trị. Điều điều sau đó tôi qua giai đoạn là điều trị ghép tế bào gốc tự thân, thì tôi thấy là đối với những bệnh nhân mà chỉ với điều trị hóa trị không á, là không có thỏa tiêu chuẩn của điều trị ghép tế bào gốc á, và so với bệnh nhân vừa phối hợp với điều trị tế bào hóa trị và ghép tế bào gốc tự thân á, thì người ta thấy á, là cái biểu đồ Kaplan-Meier người ta thấy á, là phân bố về xác suất sinh tồn á, thì sau 5 năm thì những người mà điều trị với ghép tế bào gốc tự thân á, thì cái tỷ lệ sống sót của nó họ cao hơn. Và nếu mà và so sánh có một nghiên cứu so sánh nhiều hơn á, là người ta thấy là ghép về ghép hai dòng ghép 2 lần hay là ghép 1 lần á, thì người ta thấy là đối với những người mà ghép hai lần á, thì nó có về xác suất các biến cố sau đó thì ít hơn, và cũng như là nói chung là sinh tồn thì nó cũng tốt hơn thường khi chỉ có ghép tế bào gốc tự thân 1 lần. Về điều trị duy trì sau ghép tủy, thì sau ghép nếu mà sau ghép không đạt được bệnh duy trì cái lenalidomide, hoặc là sau ghép đạt lưu bệnh thì duy trì thalidomide 100 mg một ngày trong 2 năm. Nếu bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao thì điều trị bằng phác đồ có bortezomib 1.3 mg mét vuông trên mét vuông mỗi 2 tuần trong 2 năm. Về biến chứng của chính của ghép tế bào gốc tự thân là viêm loét niêm mạc miệng và đường tiêu hóa. Bệnh nhân có thể suy tủy thường là gặp ngày thứ 10 đến 21, là cầu hạch giảm nặng dẫn đến nhiễm trùng từ nhẹ là sốt đơn thuần hoặc đến nặng là nhiễm trùng huyết, sốt nhiễm trùng đe dọa tính mạng, hoặc là giảm tiểu cầu nặng gây xuất huyết nội tạng mạch não, giảm hồng cầu gây thiếu máu. Tuy nhiên thì cái bệnh này thì nó có tỷ lệ tái phát cũng khá cao và cũng kháng thuốc nữa, thì nếu mà tái phát thì sử dụng phác đồ lenalidomide kết hợp với dexamethasone, kết hợp bộ ba các thuốc như là VTD hoặc là VCD cho tái phát sau ghép tế bào gốc tự thân. Ở những người bệnh trẻ tuổi tái phát thì chỉ định ghép tự thân thì thường là lần thứ hai nhãn mình mới trình bày. Thì điều trị hỗ trợ là điều trị xử trí các biến chứng, xử trí biến chứng về tổn thương xương, điều trị tăng canxi máu, điều trị loãng xương, điều trị đau xương, và về phẫu thuật là phẫu thuật ở đây là phẫu thuật về nếu bệnh nhân có gãy xương mình cố định cột sống cho bệnh nhân thì điều trị hỗ trợ thôi. Còn điều trị về xạ trị á, là đối với những xem thương mà có tính chất khu trú như tình hình nãy mình coi á, là chỉ khu trú ở xương sườn hoặc xương cột sống thôi, mà nó không chụp bét, mà không có di căn ở nhiều nơi á, không tổn thương nhiều nơi, thì mình có thể dùng xạ trị bằng cái máy các máy gia tốc, các máy xạ trị để điều trị đau xương cho bệnh nhân, thì có thể là dao động từ 20 đến 40 ghi. Suy thận thì nếu nên điều trị theo phác đồ có bortezomib và không cần chỉnh liều, có thể kết hợp các thuốc để chăm sóc chức năng thận thì giảm canxi máu, giảm axit uric, có thể trao đổi huyết tương, có thể thay huyết tương, phòng suy thận
thì hạn chế nhóm kháng sinh, nhóm aminolycosid, nhóm NSAID. Và hai nhóm này ví dụ đánh điều trị nhiễm trùng thì tránh cái này hoặc hạn chế. NSAID thì độc là nhân thường giảm đau đơn thuần đó, có thể cho cẩn thận. Về thiếu máu thì có thể sử dụng EPO liều 4.000 đơn vị trong ngày, một tuần 3 lần, với mục tiêu là huyết sắc tố trên 12 gram trên lít, thì tùy mục tiêu cá thể hóa. Truyền khó huyết cầu nếu có chỉ định. Về nhiễm trùng á, thì phòng nhiễm trùng có thể dùng gamma globulin IG, IVIG. Nếu gamma globulin nếu có nhiễm trùng thì phải điều trị kháng sinh ngay. Nếu tổn thương hệ thần kinh trung ương ảnh hưởng là chèn ép tủy thì cho dexamethasone liều cao ban đầu có 100 mg, sau đó 25 mg mỗi giờ, giảm dần liều, tiêu xạ tại chỗ thì càng sớm càng tốt. Đồng thời kết hợp với dexamethasone liều cao. Nếu mà thâm nhiễm hệ thần kinh trung ương thì lúc này là lúc mình tiêm để sống, tiêu xạ và điều trị toàn thân luôn. Nếu mà tăng độ quánh máu thì có thể thay huyết tương khi có biểu hiện của tăng độ quánh máu, ví dụ như chảy máu niêm mạc, triệu chứng thần kinh, hoặc là độ quánh máu huyết tương trên 4 centiboy. Tiên lượng thì hiện tại có hai bản tiên lượng, thì nếu mà mình tiên lượng theo cái phân độ của kia trình bày á, sau đó thì cái bản tiên lượng này nó được chỉnh sửa lại và thêm các yếu tố như là LDH hoặc là yếu tố về di truyền, thì người ta thấy người ta phân làm ba nhóm là ASH1, 2, 3. Thì tóm lại đó là về tiên lượng về sau 5 năm á, thì nếu mà giai đoạn 1 thì 81% bệnh nhân có khả năng sống sau 5 năm, giai đoạn 2 là 60% khả năng sống sau 5 năm, và giai đoạn 3 là 40% khả năng sống sau 5 năm. Tuy nhiên đây là một cái bệnh phổ biến và được điều trị cũng khá thường xuyên bên các nước phương Tây và Mỹ. Do đó tiên lượng của họ họ điều trị tốt, do đó tiên lượng họ cũng cao. Còn ở Việt Nam mình thì cũng chưa có tỷ lệ tiên lượng này cũng chưa có cao lắm. Ví dụ trong phác đồ của về bệnh lý ung bướu của Bộ Y tế thì ta thấy tỷ lệ sống 5 năm ở giai đoạn 3 thì chỉ có 10 đến 25% thôi, trong khi các nước phương Tây thì có thể là lên 40%. Phòng bệnh và theo dõi bệnh thì phòng bệnh cần phát hiện sớm bệnh và điều trị để có kết quả tốt, giảm tỷ lệ tái phát và lan tràn, có chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý, tránh tiếp xúc những yếu tố nguy cơ cao. Theo dõi thì khi bệnh ổn định có thể theo dõi bệnh nhân định kỳ, năm đầu thì 3 tháng một lần, từ năm thứ 2 trở đi là 6 tháng một lần, làm các xét nghiệm để phát hiện về tổng trạng và các tái phát di căn. Thì theo dõi bệnh ta thấy thì khi mà nó đã ở giai đoạn mà ác tính thì cứ mỗi lần mà vô một cơn tái phát được cấp thì cái gánh nặng về 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 cái u này á, khiến cho bệnh nhân có nguy cơ là có những nguy cơ tử vong. Mặc dù bệnh nhân vẫn được nhập viện và điều trị thì cứ mỗi lần như vậy á, thì cái biểu đồ này cho thấy là cái cải thiện về chất lượng cuộc sống và về tuổi thọ của bệnh nhân đầu giảm dần, và ở đến một lúc là bệnh nhân không thể chịu đựng được nữa thì đã ở giai đoạn 3 rồi. Thường giai đoạn 3 là bệnh nhân thường có tiên lượng rất là kém. Thì tóm tắt, đau tủy là một bệnh lý ung thư của tế bào tủy xương, kết quả là sản xuất các tế bào bất thường. Bệnh này thì có liên quan đến tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong đáng kể, và hiện không có cách để chữa trị. Tuy nhiên có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả giúp kéo dài đời sống và cải thiện chất lượng cuộc sống ở những bệnh nhân mới mắc. Bệnh nhân được điều trị đau tủy sẽ trải qua giai đoạn hết triệu chứng nhưng sẽ tái phát khi bệnh tiến triển và kháng thuốc với điều trị. Đây là phần tài liệu tham khảo. Phần danh sách tham gia của các bạn ở hai nhóm làm chuyên đề. Dạ, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn cô và các quý đồng nghiệp đã theo dõi, đã quan tâm theo dõi. Dạ, nhóm em xin cảm ơn ạ. Dạ, alo.
Các anh chị và các bạn có ý kiến gì về bài trình bày này không? Cái phần về đau tủy á, thì nó rất là rộng ha. Nó do là bệnh nhân đau tủy thì có rất là nhiều biến chứng, thành ra là cái công tác chẩn đoán và cái công tác điều trị á, nó cũng rất là nhiều phần, mà cái này á, thì thường là phối hợp nhiều chuyên khoa nữa, cho nên á, là các anh chị và các bạn ở nội khoa cũng thường rất là thường gặp. Có thể là thấy một bệnh nhân đau nhức xương, nghĩ là bệnh lý về chỉnh hình chẳng hạn, hoặc là thấy một bệnh nhân bị suy thận, điều trị suy thận hoài không cải thiện, không có biết nguyên nhân như thế nào ha, hay là một bệnh nhân chỉ có thiếu máu đơn thuần thôi, thì có thể là mình chưa có nghĩ tới cái bệnh lý này trước khi mà mình tìm hiểu về nó. Thì sau khi mà mình tìm hiểu rồi, mình sẽ nghĩ tới nó nhanh hơn. Thì các anh chị và các bạn có thắc mắc hay là có muốn nói gì về cái trình bày của nhóm chuyên khoa 1 này không? Do là trong cái giai đoạn này á, thì mình biết là các anh chị và các bạn phải đi chống dịch ha, và học vào buổi tối á, thì cũng có nhiều cái bất tiện, nhưng mà các anh chị và các bạn đã có cơ hội để nghe như vậy rồi thì nên có những cái đóng góp hay là những cái ý kiến hay là có sự tương tác để cho cái buổi trình chuyên đề của mình diễn ra tốt hơn, là thay vì là mình chỉ ngồi nghe không. Tại vì nếu như mà lần đầu tiên tiếp cận với một cái bệnh lý như vậy thì chắc chắn một điều rằng trong vòng nửa tiếng thì không thể nào mà nắm hết được tất cả vấn đề. Chỉ có cái nhóm trình á, là cái nhóm đi tìm hiểu về những cái này thì có thể là nắm được thôi. Còn các bạn và các anh chị còn lại á, thì có thể hơi khó một xíu. Cho nên là có gì thắc mắc, có gì cần hỏi, có gì cần đóng góp thì các anh chị cứ mạnh dạn nói ra ha, để cho cái buổi trình của mình nó trở nên là nó sinh động hơn, cũng như là nó hiệu quả hơn. Tại đôi khi là các anh chị chỉ lướt qua cái này trong cái khoảng thời gian này thôi, và sau này có thể các anh chị không có đi lại huyết học nữa, nhất là các anh chị chuyên khoa 2, các anh chị sẽ không có tiếp cận lại huyết học thêm một lần nào nữa. Thì nhiều khi là nó lỡ cái cơ hội này thì nó hơi uổng ha. Cho nên là các anh chị nếu mà đã lên đây ngồi và nghe và đã tham gia rồi thì nên tích cực hơn xíu, thay vì mình cứ im lặng như vậy ha. Nếu mà các anh chị với các bạn không có ý kiến thì mình cũng không biết là cái vấn đề của các anh chị và các bạn ở đâu để mình có thể hỗ trợ thêm. Thì mọi người tích cực lên xíu đi cho cái buổi trình chuyên đề của mình nó hiệu quả hơn ha. Hay là cái trục trặc của các anh chị và các bạn là ở phần nào? Ở phần cơ chế bệnh sinh, hay là ở phần các xét nghiệm cần thiết, hay là ở phần lâm sàng, hay là ở phần điều trị? Các anh chị và các bạn quan tâm đến những cái nào? Tại vì bây giờ thí dụ như là về suy thận đi, thì đau tủy có một loạt những cái cơ chế về suy thận. Lý do tại sao đau tủy gây suy thận? Bây giờ về tổn thương xương đi, thì đau tủy gây tổn thương xương như thế nào?
cũng có một loạt luôn ha, những cái triệu chứng của những cái cơ chế, rồi tại sao thiếu máu cũng có một loạt các cơ chế và xử trí thiếu máu như thế nào. Nếu mà ở thời điểm các anh chị nhận bệnh, làm sao để các anh chị nhận diện ra một trường hợp đây là đa u tủy, rồi nếu mà nhận diện ra được như vậy thì các anh chị phải làm gì. Ví dụ như là một bệnh nhân vô mà protein tăng quá cao như vậy thì cái nguy cơ của cái việc tăng protein quá cao là gì, và khi đó thì các anh chị cần xử trí cấp cứu cái gì. Trong trường hợp mà mấy anh chị vô gặp bệnh nhân suy thận quá mức như vậy thì cái phương án nào có trong tầm tay mà các anh chị có thể làm ngay cho người bệnh, thì đó là những cái mà người tiếp nhận đầu tiên thì cần quan tâm. Các anh chị có quan tâm đến những cái chuyện đó hay không ha, thì các anh chị phải nói thì mới biết được. Alo chị ơi, chị em hỏi ở một bệnh nhân mà cái hủy xương của đau tủy nó khác gì cái hủy xương của một cái chấn thương xương. Nhưng mà bệnh nhân tới gặp mình mà bị gãy xương sườn, em gặp bệnh nhân mà bị gãy xương sườn, xong rồi một hồi phát hiện ra thì mới biết là bệnh nhân bị đau tủy, thì có nói hay mình làm sao mình biết được, chị mình phân biệt được hai cái đó. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không? Alo, dạ em cũng có cái câu hỏi cũng tương tự vậy đó chị. Là bệnh nhân thường đến được cái bệnh cảnh chung chung thôi. Nhưng mà khi mà bệnh chẩn đoán hơi khó thì mới làm đến sinh thiết tủy thì mới tủy đồ thì mới ra kết quả đó, thì cho em hỏi có cách nào mình nhận biết sớm không chị? Ví dụ như bệnh nhân vô cái nhiễm trùng sốt hoài hoặc là đau nhức xương này nọ. Rồi. Rồi bây giờ như vậy ha, nhận xét về cái bài trình ngày hôm nay á, thì các bạn trình đầy đủ ha, từ cơ chế bệnh sinh, từ lịch sử dịch tễ cho đến lâm sàng và cận lâm sàng và phương án điều trị. Nhưng có điều là các bạn dựa theo phác đồ của Bộ Y tế đúng không? Là thì thường là cái phác đồ của Bộ Y tế á, thì thật ra thì cái cập nhật á, nó cũng không có được nhanh lắm. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là do là cái phần điều trị á, thì mới có rất là nhiều loại thuốc. Nhưng mà khi mà các bạn đưa lên cái phác đồ như vậy á, thì thật sự là với một bác sĩ nội khoa thì chắc cũng không có cần thiết là phải đưa ra từng thuốc như vậy. Một cái phác đồ như vậy rất là khó nhớ ha. Cho nên là khi mà mình có một cái sơ đồ nó dễ dàng hơn á, thì mình sẽ dễ tiếp cận hơn. Thì là do là phần đa u tủy á, thì mình có rất là nhiều tài liệu về cái phần này. Cho nên là bây giờ để tóm gọn lại ha, thì mình sẽ trình bày sơ lược lại về cái bài này cho các anh chị và các bạn có thể có một cái nhìn tổng quát hơn ha. Thì cái bài này rất là cụ thể. Thì cái bài của mình á, chỉ nhằm mục đích đó là tóm gọn lại hơn thôi ha. Thì mình sẽ trình bày. Ở đây là cái phần mà cập nhật mới nhất về đau tủy ha. Cái này thì các bạn phía trên thì các bạn cũng sẽ lướt qua rồi ha, cho nên là mình cũng sẽ lướt qua nhanh thôi. Thì đau tủy là một bệnh lý của tương bào ha. Rồi tương bào này là sẽ sản xuất ra globulin miễn dịch đơn dòng. Thì những tế bào này sẽ tích lũy trong tủy xương, sẽ gây tổn thương xương và suy tủy. Rồi đây là phần dịch tễ ha, các bạn cũng đã nói rồi ha. Thì tóm gọn lại thì đây là một cái bệnh lý máu ác tính thường gặp thứ hai sau lymphoma. Thì cái tuổi thường gặp mới là từ 65 tuổi đến 74 tuổi. Gần đây thì cái bệnh này có xu hướng trẻ hơn.
và đây là một số yếu tố nguy cơ. Thì bây giờ mình bàn cái cơ chế bệnh sinh kỹ hơn một xíu, tại vì mới nãy bạn có nói về cái MGUS ha, nhưng mà bạn chưa có nói rõ là MGUS là cái gì và đa u tủy là cái gì, cho nên là đôi khi á, các anh chị và các bạn sẽ khó hình dung ra tại sao đây là một chẩn đoán là MGUS và tại sao đây là một trường hợp chẩn đoán là đa u tủy ha. Thì bạn đó có trình bày là tương bào là giai đoạn cuối cùng của quá trình trưởng thành của tế bào B. Thì bạn cũng đưa ra một cái sơ đồ ha, cho thấy là tế bào B trong tủy xương là tế bào non ha. Thì trong giai đoạn này nếu như mà có bất thường á, thì sẽ là bệnh bạch cầu cấp. Sau đó cái tế bào B trưởng thành sẽ ra ngoài máu ngoại vi. Thì cái tế bào máu ngoại vi này á, nếu như mà có bất thường sẽ gây ra bệnh lymphoma, là theo các bước hôm bữa giờ mình học luôn. Và khi mà các tế bào này nè, sau đó sẽ quay lại tủy xương thì sẽ tạo thành các tế bào plasma cell, thì sẽ là bệnh lý đa u tủy hôm nay của mình. Thì các tế bào B trưởng thành bình thường trong tủy xương sẽ di chuyển đến nốt lympho thứ phát, nơi mà các kháng nguyên được trình diễn với tế bào B ha. Và sau khi tiếp xúc với kháng nguyên thì tế bào B này sẽ biệt hóa thành tương bào. Rồi, thì tương bào chưa trưởng thành là các tế bào có đời sống ngắn, sản xuất IgM tham gia vào đáp ứng miễn dịch tiên phát. Còn khi đã tiếp xúc lại với các kháng nguyên đã gặp, thì trong tương bào sẽ có sự biến đổi tại vùng mã hóa cho immunoglobulin, từ đó sản xuất ra các loại khác của immunoglobulin như là IgG, IgA, hoặc là hiếm hơn là IgE và IgD, thì những cái tế bào này sẽ là đáp ứng miễn dịch thứ phát. Và sau đó các tế bào này sẽ di chuyển về tủy xương và biệt hóa thành các tương bào có đời sống dài, tồn tại từ vài ngày đến vài tháng. Thì đây, đa u tủy là một bệnh ung thư liên quan đến hệ miễn dịch. Khi mà các tế bào B bị tổn thương thì sẽ sinh ra các tương bào ác tính, và các tương bào này sẽ nhân lên nhanh chóng và sẽ không thực hiện các chức năng bình thường. Và các tương bào này sẽ khi đó sẽ không có sản xuất ra globulin miễn dịch đa dòng nữa, mà sẽ tăng sản xuất ra globulin miễn dịch đơn dòng, hay là còn gọi là M protein, và có hoặc không có kèm theo chuỗi nhẹ lambda và cấp 3 ha. Thì ở đây người ta sẽ ghi nhận rằng các trường hợp đa u tủy đều bắt nguồn bởi một cái tình trạng gọi là tăng immunoglobulin đơn dòng không xác định, hay còn gọi là MGUS ha. Thì trên những người trên 50 tuổi thì có khoảng 3% sẽ gặp MGUS, và cái chuyện mà cái MGUS này có diễn tiến thành bệnh lý đa u tủy hay là những cái bệnh lý liên quan khác là một tỷ lệ là 1% một năm. Khi mà cái tăng cái immunoglobulin đơn dòng như vậy á, thì sẽ không có biểu hiện triệu chứng. Còn nếu mà đã tiến triển thành đa u tủy rồi thì sẽ có tổn thương xương ha, sẽ có tổn thương xương, suy thận, thiếu máu và tăng canxi máu. Thì khi mà tình trạng tương bào bất thường tích lũy nhiều trong tủy xương và làm tăng cái sản xuất IgG nhiều hơn nhưng chưa gây tổn thương cơ quan đích thì gọi là đa u tủy tiềm tàng. Khi đó người ta sẽ gọi là smoldering ha, có nghĩa là cái tế bào này tích lũy nhiều nhưng chưa có gây tổn thương cơ quan đích thì gọi là đa u tủy tiềm tàng. Thì nếu mà cái người đó mà bị đa u tủy tiềm tàng thì khả năng diễn tiến đến đa u tủy nó sẽ tăng cao hơn, đó là 10% một năm. Thì đây là một cái sơ đồ cho thấy cái diễn tiến của bệnh ha. Nếu như mà nó chỉ tăng tương bào đơn dòng thôi thì ở trong tủy xương thì sẽ là MGUS, và khi mà cái số lượng tương bào này tăng nhiều hơn và kèm thêm các cái tế bào ác tính nữa thì nó sẽ là smoldering ha, và khi mà tiến triển nhiều hơn nữa thì sẽ là đa u tủy, và nếu như mà từ tủy xương mà ra máu ngoại biên thì nó sẽ là bệnh bạch cầu cấp dòng plasma cell ha. Thì mới nãy bạn có trình bày về những cái chẩn đoán phân biệt. Thì đây là các giai đoạn phát triển của một trường hợp đa u tủy. Thì đa phần á, cái này là cơ chế ha. Thì đa phần á, cái MGUS á, tại sao mà phát sinh ra cái MGUS? Thì người ta thấy rằng á, là sau một cái đột biến chuyển đoạn ha, gồm những cái, sau một cái đột biến chuyển đoạn, cái gen IGH hay là mất cân bằng về gen, biểu hiện bằng tam nhiễm sắc thể, hoặc vừa có chuyển đoạn, vừa có thể tam nhiễm, thì khi đó người ta sẽ hình thành MGUS. Và khi mà đã có MGUS rồi á, thì sau đó sẽ có một cái tác động nữa gọi là second hit, tức nghĩa là một cái cú đánh thứ hai để thành đa u tủy. Các biến đổi này có thể là thêm đột biến gen ha, hay là rối loạn chu trình tế bào, hoặc là giảm chu trình chết tế bào, hoặc là thay đổi vi môi trường trong tủy xương.
Thì cái hình này là một cái hình khá là phức tạp ha, để diễn tả cái sự phát triển từ amgus thành smoldering và thành đa u tủy ha. Thì đầu tiên là những cái đột biến đa bội như là ở nhiễm sắc thể số 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 22 ha. Thì sẽ gặp 30-40% trường hợp là những cái đột biến này nó sẽ là cái cú hích thứ nhất và nó hình thành lên cái amgus. Và một số cái chuyển đoạn ở nhiễm sắc thể 14 như là T4, 14, T11, 14, T14, 16, T6, 14 và T14, 20 là tất nghĩa là những cái chuyển đoạn liên quan đến nhiễm sắc thể 14 sẽ gặp ở trong từ 55-70% trường hợp. Và những cái này nó sẽ là những cái đột biến đầu tiên để hình thành nên amgus. Và sau đó họ sẽ có những cái đột biến thứ phát khác ha, nó tạo thành một cái cú đánh thứ hai. Thì trong đó có thể là có thiểu bội, nhiễm sắc thể số 13, nhiễm sắc thể 14 hoặc là nhiễm sắc thể 17, hoặc một số các trường hợp mất đoạn hoặc lập đoạn và một số cái biến đổi gen khác. Thì những cái biến đổi gen này nó sẽ làm cái đột, gọi là một cái cú đánh thứ hai, và nó làm cho cái amgus tiến triển thành smoldering hoặc là đa u tủy. Rồi, thì đây là các dạng kháng thể ha, mới nãy mình có nói. Chuỗi nặng thì có IgA, IgC, IgM, IgD, IgE. Chuỗi nhẹ thì có lambda và cấp 3. Thì ở đa u tủy thì có thể là có một số dạng là chỉ có chuỗi nhẹ đơn độc ha. Có một số dạng là chỉ có tăng immunoglobulin miễn dịch đơn độc. Và một số trường hợp là có kết hợp giữa chuỗi nhẹ và globulin miễn dịch. Thì đây là tỷ lệ phần trăm thường gặp. Thì trong đó chiếm đa số là IgG, tỷ lệ là khoảng 60% ha. Còn đối với chuỗi nhẹ thì đa phần sẽ là tăng cấp 3. Và đây là cái liên quan đến một cái hình mô tả một cách tổng quát nhất ha, là bệnh lý đa u tủy thì sẽ gây tăng protein đơn dòng, và cái protein đơn dòng này sẽ làm cho khiến cho người bệnh bị suy thận, tăng độ quánh máu và lắng động những cái chuỗi nhẹ. Cái tế bào đa u tủy này sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và làm cho suy giảm miễn dịch, cơ thể người bệnh sẽ rất là dễ nhiễm trùng và xâm lấn tủy, gây ảnh hưởng đến tủy xương, là tủy xương, từ đó làm cho bệnh nhân bị thiếu máu ha. Trong một số trường hợp nặng thì còn có giảm tiểu cầu và bạch cầu. Những cái xâm lấn tủy này sẽ phóng thích cytokine và làm cho hủy xương. Thì cái biểu hiện ở đây là sẽ là đau nhức xương ha, gãy xương bệnh lý, tăng canxi máu, hủy xương vân vân. Thì đây là một cái hình mô tả về bệnh ha. Thì những cái mà mình có thể thấy rõ nhất là giảm tế bào máu. Thì lâm sàng thì bệnh nhân sẽ có mệt mỏi, xanh xao, có chảy máu, có nhiễm trùng, giảm chức năng thận, thì lâm sàng bệnh nhân sẽ yếu mệt ha, và tổn thương xương. Thì tất cả những cái đó thì sẽ gây ra những cái triệu chứng của đa u tủy. Thì đây là ba cơ quan thường gặp nhất: thận, xương và máu ha. Có khoảng 10-20% bệnh nhân mới thì không có triệu chứng. Thì đây là những cái triệu chứng đặc trưng của bệnh mà mới nãy bạn có trình bày. Thì nó biểu hiện bằng cái chữ grab ha, là hình ảnh của một cái con cua. Thì ở trong đó thì có là tăng canxi máu, ảnh hưởng đến chức năng thận. Thì biểu hiện có thể là thiểu niệu hoặc vô niệu ha, thiếu máu, thì da xanh niêm mạc, da xanh niêm nhạt ha, và đau nhức xương, biến dạng xương và gãy xương bệnh lý. Thì ở đây mới nãy bạn có hỏi là làm sao mà phân biệt được đó là một cái trường hợp gãy xương do bệnh lý đa u tủy và một cái trường hợp mà gãy xương do tất cả những nguyên nhân khác. Thì thường những cái gãy xương do nguyên nhân khác có thể là có một cái sự tác động, ví dụ như là bệnh nhân có té ngã ha, hay là có va chạm vân vân. Còn ở trong trường hợp đa u tủy thì đôi khi cái gãy xương này mang tính chất bệnh lý, có thể là tức nghĩa là tự nhiên ha. Khi mà mình chụp lên thì mình thấy có bệnh nhân đau nhất cái vùng đó, mình chụp lên thì mình thấy có tổn thương, có gãy xương. Và đặc biệt một cái hình ảnh mà mình rất thường thấy trong đa u tủy, tức nghĩa là hình ảnh hủy xương trong X-quang. Thì không biết là trong cái, không biết là trong bài này có hay không, nhưng mà nếu mà có thì như là trong bài này không có, thì cái hình ảnh hủy xương nó sẽ tạo thành những cái lỗ, những cái trong phim X-quang á, mình sẽ thấy những cái chấm giống như là mối mọt vậy đó. Nó sẽ giống như mà là một cái hình ảnh mà một cái xương, ví dụ như xương sọ đi ha, thì sẽ có nhiều cái tổn thương hủy xương ở trên đó.
Và đó là một trong những cái triệu chứng mà khác so với những cái trường hợp tổn thương xương khác do các nguyên nhân khác. Rồi, nhiễm trùng tái đi tái lại ha, chảy máu, tăng độ quắm máu, triệu chứng của những ung thư giống như là sụt cân, ăn uống kém hoặc sốt ác tính. Thì thường á, mình cái này trên lâm sàng á, mình chưa có cần phải làm tủy đồ với sinh thiết tủy đâu các bạn. Ví dụ như trên lâm sàng mình thấy một bệnh nhân có suy thận ha, mình đơn giản thôi, mình ở nội khoa thì bệnh nhân đến với mình bởi vì một cái tình trạng suy thận. Khi đó mình thử công thức máu, mình thấy bệnh nhân có kèm thiếu máu nữa. Và khi đó mình hỏi người bệnh là bệnh nhân có đau nhức xương hay không. Nếu mà bệnh nhân trả lời là tôi đau nhức xương nữa, thì gần như là bệnh nhân đã có 3 trên 4 cái triệu chứng thường gặp của đau tủy rồi. Khi đó thì mình nên định hướng là vậy trừ trường hợp này có phải là đau tủy hay không. Và khi đó mình cho một cái xét nghiệm liên quan đến công thức máu nữa, là mình định lượng IG ha, coi có tăng IG hay không, tăng IGA, IGC, IGO, IGD. Thì nếu mà có tăng mà tăng đơn dòng nữa thì cái khả năng cao đây là đa u tủy rồi. Thì khi đó các bạn và các anh chị chuyển đến chuyên khoa huyết học ha. Thì cái triệu chứng lâm sàng của nó mặc dù là nó có thể mơ hồ, có thể là, nhưng mà nếu như mà hỏi kỹ và có nghĩ đến thì sẽ chẩn đoán được. Còn trong trường hợp nếu mà mình không nghĩ đến thì chắc chắn là có những trường hợp là cứ điều trị suy thận hoài không có ra. Lúc đó bệnh nhân có kèm thiếu máu nữa, nhưng mà cứ nghĩ là thiếu máu này là do giảm erythropoietin của suy thận, thành ra cứ điều trị hoài mà bệnh nhân không cải thiện ha. Thì lúc đó mình phải đi mình hỏi thêm những cái triệu chứng khác, ví dụ như là trong năm nay á, có bị sốt hay không, có bị nhiễm trùng hay không. Ví dụ như trong một năm mà nhiễm, trong vòng 12 tháng mà nhiễm trùng 2-3 lần như vậy thì mình cũng nên nghĩ tới ha. Rồi có đau nhức xương hay không, rồi chụp cái x-quang coi là có những hình ảnh hủy xương trên cái x-quang hay không, hay là chỉ cần làm định lượng IG coi có tăng IG đơn dòng hay không, hay là đơn giản hơn là làm protein với albumin để coi có tăng cái protein máu hay không ha. Chưa cần phải làm tủy đồ, chưa cần phải làm sinh thiết tủy gì cả, mà những cái đó, những cái xét nghiệm đó rất là đơn giản và ở các chuyên khoa, các đa khoa nào cũng có hết. Thì đó là những cái giúp mình nghĩ tới đây có phải là đau u tủy hay không ha. Rồi, đây là những cái xét nghiệm ha, mà những cái xét nghiệm chủ yếu ha. Thì công thức máu thì mình sẽ quan tâm đến cái thông số như là số lượng hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu. Ý nghĩa của nó là sẽ coi là bệnh nhân có thiếu máu hay không. Giảm bạch cầu hạt hay tiểu cầu thì thường gặp trong cái giai đoạn nặng, plasmocyte quá nhiều trong tủy xương và ức chế các dòng tế bào khác ha. Những cái yếu tố, những cái xét nghiệm khác như là sinh hóa thì khi đó mình sẽ coi là điện giải đồ, coi là bệnh nhân có tăng canxi hay không, albumin như thế nào, LDH, creatinine như thế nào ha, đánh giá chức năng gan, thận, tình trạng xương và mức độ bệnh. Rồi beta 2 microglobulin ha, là giúp phản ánh chức năng thận và mức độ nặng của bệnh. Ở đây là một trong những cái yếu tố dùng để tiên lượng bệnh ha. Rồi điện di protein là coi có cái M protein hay không, và coi là bệnh nhân thuộc cái dạng đa u tủy nào ha. Rồi định lượng nồng độ chuỗi nhẹ tự do. Và ở nước tiểu thì làm điện di protein coi là có chuỗi nhẹ hay không, hay là có protein benzoin hay không. Thì đây là một số cái xét nghiệm cơ bản mà các anh chị và các bạn có thể làm để hướng tới đây có phải là một trường hợp đa u tủy hay không. Rồi, thì đây là điện di ha. Bình thường thì nó chỉ có một đỉnh thôi ha. Còn đây là có hình ảnh tăng gamma globulin đơn dòng. Còn đây là điện di miễn dịch cố định cho thấy là có sự tăng IgG ha, và tăng cấp 3. Và các chẩn đoán hình ảnh thì mới nãy á, bạn có nói nhiều về cái xạ hình nè, rồi cái chụp PET nè. Nhưng mà thật ra thì ở trên lâm sàng, ở trên thực tế thì mình không có dùng xạ hình xương ha. Và mình cũng không có chụp PET thường quy cho đa u tủy. Bởi vì như các anh chị và các bạn cũng biết thì PET là một cái xét nghiệm rất là mắc tiền. Và hiện tại thì bảo hiểm cũng chưa có chi trả PET cho bệnh nhân đa u tủy. Một bệnh nhân chụp PET như vậy thì chi phí cũng gần đến 30 triệu ha. Cho nên là mà thật ra thì mình cũng chưa cần đến cái chụp PET để chẩn đoán đa u tủy đâu. Bởi vì cái xét nghiệm mà nó thân cận với mình nhất và nó đơn giản nhất đó là x-quang ha. Cái x-quang này sẽ giúp phát hiện tổn thương hủy xương nè, sẽ giúp coi là có loãng xương nè hoặc là gãy xương hay không. Và 75% thì sẽ giúp phát hiện được một trường hợp đa u tủy ha.
Rồi, MRI và PET thì nhạy hơn, thì giúp các phát hiện hủy xương nhỏ, tuy nhiên là chi phí cao ha. Và nếu như mà đã chẩn đoán được bằng X-quang rồi thì mình cũng không cần thiết phải làm MRI và PET. Chỉ có điều là một trong một số trường hợp bệnh nhân có u ngoài tủy á, giống như là nãy giờ các bạn trình bày á, những cái bướu ngoài tủy, u ngoài tủy á, và u mô mềm ngoài tủy á, thì cái MRI nó sẽ hiệu quả hơn trong trường hợp mô mềm. Thì khi đó mình có thể chỉ định MRI thêm để khảo sát các u mô mềm ngoài tủy ha. Rồi, trong trường hợp mà smoldering á, có nghĩa là có biến đổi về immunoglobulin đơn dòng, có biến đổi về tế bào plasma trong tủy, nhưng mà trên lâm sàng chưa có triệu chứng gì hết mà mình nghi ngờ, thì mình có thể chụp PET hoặc chụp CT toàn thân hoặc là MRI để mình coi có tổn thương xương hay không. Nếu có tổn thương xương thì tức nghĩa là có tổn thương cơ quan đứt, và khi đó có thể là cái smoldering của mình có thể chuyển thành đau u tủy rồi ha. Thì khi mà nghi ngờ thì mình có thể làm để khảo sát thêm. Còn nếu không thì với các phương tiện mình có mà đơn giản nhất là X-quang thì các anh chị có thể dùng X-quang để chẩn đoán. Rồi đây ha, xét nghiệm tủy xương. Thì trong cái tủy xương này á, thì chủ yếu là mình sẽ làm tủy đồ, sinh thiết tủy. Mục tiêu là để tìm tế bào plasma cell ác tính. Thì nếu như mà trong tủy đồ người ta có thể nhìn thấy kết hợp với lâm sàng có những cái triệu chứng liên quan đến RAP và tủy đồ thấy được cái số lượng tế bào plasma cell lớn, thì khi đó mình có thể chẩn đoán đây là một trường hợp đa u tủy mà mình không cần phải làm sinh thiết tủy. Chỉ có mình chỉ làm sinh thiết tủy trong cái trường hợp mà mình thấy á, là trong bệnh nhân có đầy đủ những cái trường hợp của đa u tủy rồi, nhưng mà làm tủy đồ với số lượng plasma cell lại không có đạt được cái giống như là cái giá trị trong tiêu chuẩn chẩn đoán, thì khi đó mình bổ sung sinh thiết tủy để coi là cái plasma cell trong sinh thiết tủy có nhiều hơn hay không, và mình sẽ lấy cái nào mà có số lượng nhiều hơn để mình phục vụ cho chẩn đoán ha. Và những cái xét nghiệm như là nhiễm sắc thể đồ, FISH giải trình tự gen để phát hiện các bất thường về di truyền tế bào. Tại vì như mình nói ha, thì những cái đa u tủy thì thường sẽ có những cái bất thường tế bào để gây ra cái bệnh đó. Thì khi đó mình sẽ làm những cái xét nghiệm như vậy để coi là bệnh nhân có chuyển đoạn, mất đoạn mà có thay đổi số lượng nhiễm sắc thể hay không. Thì đây là một cái tiêu chuẩn chẩn đoán ha. Mới nãy thì bạn trình bày tiêu chuẩn chẩn đoán đa u tủy. Thì ở đây thì mình chỉ trình bày lại cái tiêu chuẩn mà để phân biệt giữa ba cái là khi nào là MGUS, khi nào là đa u tủy tiềm tàng và khi nào là đa u tủy hoạt động. Thì sẽ dựa vào, nếu như mà đây là một cái MGUS á, thì cái nồng độ M protein ở trong máu sẽ dưới 3 gram trên decilit ha, và plasma cell trong tủy là dưới 10%, và không có một cái biến, tức nghĩa là không có một cái triệu chứng nào tổn thương cơ quan đứt của đa u tủy cả. Còn nếu như đến giai đoạn đa u tủy tiềm tàng thì cái M protein sẽ trên 3 gram hoặc là trên 3-500mg trong nước tiểu 24 giờ hoặc tỷ lệ plasma cell trong tủy sẽ là 10-59%, tuy nhiên sẽ không có một cái biểu hiện biến cố đặc trưng của đa u tủy, tức nghĩa là không có những cái tổn thương cơ quan đứt của đa u tủy ha. Còn nếu mà đa u tủy hoạt động thì chỉ cần plasma cell trong tủy xương 10% hoặc là trong tủy đồ hoặc là trên sinh thiết tủy hoặc có những u plasma xâm lấn ngoại tủy và kèm theo một hoặc nhiều biến cố đặc trưng của đa u tủy, thì đây là những cái yếu tố đặc trưng của đa u tủy ha, những cái biến cố đặc trưng của đa u tủy. Tế bào plasma ma trong tủy xương là 60%, tỷ lệ giữa cái chuỗi nhẹ ha, cấp 3 hoặc lambda, và có một tổn thương trên MRI mà trên 5mm ha, hoặc là tăng canxi, giảm chức năng thận, thiếu máu, hoặc là một hoặc nhiều tổn thương hủy xương trên X-quang, CT hoặc trên PET, thì đây là những cái biến cố đặc trưng của đa u tủy. Rồi, thì khi mà đa u tủy người ta sẽ phân loại, sau khi chẩn đoán đây là một trường hợp đa u tủy rồi, thì cái công việc tiếp theo là phải phân loại giai đoạn bệnh. Thì cái phân loại giai đoạn bệnh này sẽ giúp cho mình gọi là một phần là tiên lượng bệnh ha. Thì hồi xưa người ta dùng cái tiêu chuẩn là gọi là Duracimon. Khi mà mấy bạn đi mà có đi lâm sàng á, thì mấy bạn sẽ thường thấy một bác sĩ huyết học thường hay chẩn đoán là đa u tủy giai đoạn 3 theo Duracimon, giai đoạn 3A theo Duracimon, giai đoạn 2 theo RISS vân vân. Thì đó chính là dựa vào cái bảng phân loại này. Thì đối với bảng Duracimon thì sẽ có giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Và cái giai đoạn này sẽ có thêm một cái tiêu chuẩn phụ nữa, đó là dựa vào chức năng thận. Nếu như mà chức năng thận là A, có nghĩa là chức năng thận bình thường,
creatinine dưới 2mg trên decilit. Còn nếu mà chức năng thận bất thường là khi creatinine trên 2mg trên decilit ha. Rồi, một cái phân loại giai đoạn nữa là người ta sẽ dựa vào ISS. Thì cái giai đoạn này sẽ dựa vào hai chỉ số là beta 2 và albumin. Thì nếu như mà ở giai đoạn 1 thì dự kiến cái thời gian sống của bệnh nhân nếu không được điều trị là khoảng chừng 62 tháng. Còn nếu giai đoạn 2 là khoảng 45 tháng và giai đoạn 3 là khoảng 29 tháng. Nhưng sau này thì người ta cải tiến thêm bởi vì người ta phát hiện cái vai trò của nhiễm sắc thể ha. Và cho nên là người ta cải tiến thêm và người ta có một cái nữa đó là revised ISS, và đây là cái chỉ số thường dùng nhất ở trong thời điểm hiện tại ha. Thì nó sẽ bao, thí dụ như giai đoạn 1 sẽ bao gồm là ISS giai đoạn 1 và không có nhiễm sắc thể nhóm nguy cơ cao dựa trên FIS ha. Còn giai đoạn 3 là ISS giai đoạn 3 và bất thường nhiễm sắc thể nhóm nguy cơ cao cộng theo deliver, những cái đây là những cái bất thường nhiễm sắc thể nguy cơ cao hoặc là LDH huyết thanh trên giới hạn bình thường. Thì các giới hạn của các phân nhóm nguy cơ là như thế nào ha. Thì mới nãy bạn đưa ra một cái phân nhóm nguy cơ là nguy cơ cao, nguy cơ trung bình, nguy cơ thấp theo nhiễm sắc thể. Thì cái đó thì nó cũng chưa có cập nhật lắm ha. Ở đây là một cái bản cập nhật hơn. Thì người ta chỉ còn chia có hai nhóm thôi, là người ta cho chia nhóm nguy cơ cao và nguy cơ chuẩn. Đối với nhóm nguy cơ cao thì là bệnh nhân sẽ có chuyển vị giữa T1, T4, 14, tức nghĩa là chuyển vị giữa hai nhiễm sắc thể 4 và 14, chuyển vị giữa hai nhiễm sắc thể 14 và 16, chuyển vị giữa hai nhiễm sắc thể 14 và 20 và có delete 17, tức nghĩa là mất một cái đoạn nhiễm sắc thể 17 ha. Và có cái đột biến người ta gọi là B53 và có một cái lập đoạn của nhiễm sắc thể số 1. Thì đó là những cái liên quan đến nguy cơ cao. Còn nguy cơ chuẩn là bao gồm là đa bội ha, và T11, 14 hoặc là T6, 14. Ngoài ra còn có một số chỉ số khác nữa, tuy nhiên là mình chưa có làm được. Ví dụ như là chỉ số tương bào hay là hồ sơ mật mã di truyền. Và người ta đưa ra hai khái niệm. Giống như hôm bữa mình nói về lymphoma là có double hit, triple hit. Thì bây giờ đa u tủy người ta cũng đưa ra những cái khái niệm như vậy ha. Tức nghĩa là người ta cũng có double hit, tức nghĩa là có hai bất thường di truyền sinh học phân tử nguy cơ cao. Còn triple hit là có từ 3 bất thường nhiễm sắc thể di truyền sinh học phân tử nguy cơ cao. Thì một cái chẩn đoán mà đầy đủ về một cái trường hợp đa u tủy sẽ là ví dụ đa u tủy ha, giai đoạn 3A theo Duray-Salmon, giai đoạn 2 theo RISS, bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ chuẩn theo sinh học phân tử. Như vậy là một cái chẩn đoán đầy đủ về một trường hợp đa u tủy. Lý do tại sao mà mình phải đưa ra một cái chẩn đoán đầy đủ như vậy? Lý do là khi mà quyết định điều trị cho người bệnh thì mình sẽ dựa vào cái phân nhóm nguy cơ đó để mình lựa chọn cái phương án điều trị tối ưu cho người bệnh. Cho nên mình phải đưa ra một cái chẩn đoán cụ thể và rõ ràng ha. Rồi đây. Đây là thời gian sống của những bệnh nhân có bất thường và không có bất thường sinh học phân tử ha. Rồi, tiếp cận một bệnh nhân đa u tủy thì sẽ như thế nào? Thứ nhất là bệnh nhân phải được đến đúng chuyên khoa. Thứ nhất là ở các bạn là đa khoa, là nội khoa, thì các bạn phải nghĩ tới đây là một trường hợp đa u tủy và mấy bạn phải chuyển đến đúng chuyên khoa, ha, là chuyên khoa huyết học. Tại vì thật ra bệnh nhân đa u tủy thì có thể đi rất là nhiều chuyên khoa khác nhau. Bệnh nhân có thể đến chấn thương chỉnh hình nè, rồi bệnh nhân có thể đến nội thận nè, hay là bệnh nhân cũng có thể vô một cái bệnh viện ví dụ như là nhiễm chẳng hạn, đúng không? Thì mới có thể đến rất là nhiều chuyên khoa khác nhau. Thành ra bây giờ mấy bạn phải nghĩ tới và mấy bạn phải chuyển đến đúng chuyên khoa, và nhiệm vụ của chuyên khoa phải là chẩn đoán đúng. Thì chẩn đoán đúng dựa vào cái gì? Thứ nhất dựa vào triệu chứng lâm sàng ha. Thứ hai dựa vào chẩn xét nghiệm máu và nước tiểu. Thứ ba dựa vào chẩn đoán hình ảnh. Thứ tư dựa vào chẩn đoán tủy xương. Và thứ năm là di truyền tế bào. Và tất cả những cái đó sẽ giúp chẩn đoán đa u tủy. Và khi chẩn đoán đúng rồi sẽ giúp cho chúng ta điều trị đúng ha. Thứ nhất là chẩn đoán xác định, xếp loại giai đoạn bệnh và xếp nhóm nguy cơ. Và khi điều trị thì do là bệnh nhân có nhiều vấn đề như vậy, cho nên khi điều trị thì sẽ phối hợp đa chuyên khoa ha. Thì có thể là chuyên khoa chính sẽ là huyết học, nhưng bên cạnh đó sẽ cần sự hỗ trợ của chấn thương chỉnh hình. Lý do tại sao phải thêm chuyên khoa tim mạch ở đây nữa là thứ nhất có là do bệnh nhân đa u tủy thường là những bệnh nhân lớn tuổi ha,
Và những cái bệnh nhân lớn tuổi như vậy thì cái bệnh nền tim mạch nó có thể ảnh hưởng đến, nó có thể làm trùng lấp hoặc che khuất, hoặc là nó có thể gây gọi là những cái triệu chứng có thể tương tự, hoặc là sao có thể ảnh hưởng đến một số thuốc điều trị nữa ha. Cho nên là cần phải có sự phối hợp. Rồi thần kinh, tại vì một cái triệu chứng nổ của đau u tủy mà nó ít gặp hơn nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra, đó là nó gây biến chứng thần kinh ngoại biên ha. Và thậm chí là trong quá trình điều trị có một số thuốc nó sẽ làm tăng nặng thêm cái biến chứng thần kinh ngoại biên đó. Cho nên là cần phối hợp thêm với chuyên khoa nội thần kinh nữa. Tại vì mình không có quá nhiều thời gian cho nên là mình không nói. Chứ thật ra là biến chứng thần kinh ngoại biên của đau u tủy cũng là một cái mảng rất là hay ha. Và bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng và đặc biệt là viêm phổi, thì cho nên là phải phối hợp cả chuyên khoa hô hấp ha, và một số cái chuyên khoa khác nữa. Thì đây là một cái chẩn đoán đau u tủy. Thì do là rồi, thì khi mà đó là những cái chuyên khoa khác, vậy thì riêng chuyên khoa huyết học thì mình sẽ làm gì? Thì chuyên khoa huyết học sẽ có ba cái điều trị chính cho đau u tủy. Thứ nhất là điều trị đặc hiệu ha. Thì như các bạn có trình bày, điều trị đặc hiệu ở đây sẽ là điều trị thuốc trúng đích. Thứ hai là điều trị thuốc sinh học. Thứ ba là dùng hóa trị liệu. Và thứ tư là dùng corticoid ha. Và điều trị hỗ trợ. Nếu bệnh nhân có tổn thương xương thì phải điều trị tổn thương xương. Nếu bệnh nhân có suy thận, phải điều trị suy thận. Bệnh nhân có nhiễm trùng, thiếu máu, tăng canxi, tăng độ quánh máu, thì mình đều phải điều trị tất cả những cái biến chứng này. Và một cái nữa quan trọng trong điều trị đau tủy đó chính là ghép tế bào gốc. Nhưng mà không phải bệnh nhân nào cũng ghép tế bào gốc hết ha. Thì khi nào ghép tế bào gốc mình sẽ trình bày ở dưới. Rồi đây là thuốc điều trị trúng đích ha. Thì thuốc điều trị trúng đích thì tức nghĩa là đã nói trúng đích thì nó sẽ tập trung vào các bất thường đặc hiệu của tế bào ung thư. Thì đây là một cái thuốc mà gọi là gần như là xương sống của điều trị đau u tủy trong suốt những cái thời gian vừa qua. Đó chính là thuốc bortezomib ha. Thì một số thuốc khác thì nó mới hơn, thì các anh chị thì chắc cũng chưa cần cập nhật đến mức độ đó đâu ha. Có nghĩa là cái thuốc này nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó ức chế proteasome. Còn nếu như mà anh chị quan tâm đến ức chế proteasome là gì, tại sao nó lại ức chế proteasome, thì khi đó thì anh chị có thể hỏi ha. Nếu có thời gian thì mình sẽ trình bày kỹ hơn về cái vấn đề này luôn cũng được ha. Thì các kháng thể đơn dòng là những cái phát hiện mới, nhưng mà hiện giờ những cái này thì chưa có sử dụng phổ biến ở Việt Nam ha. Mà cái xương sống của mình đang sử dụng ở đây đó chính là thuốc bortezomib ha. Rồi một số thuốc điều trị sinh học giống như là các anh chị vừa, các bạn vừa trình bày ha, tức nghĩa là sử dụng hệ thống miễn dịch của cơ thể để chống lại các tế bào đau u tủy, cơ chế là tăng cường các tế bào miễn dịch để xác định và tấn công tế bào ung thư. Thì hai cái thuốc thường dùng ở Việt Nam hiện nay đó chính là thalidomide và lenalidomide ha. Còn hóa trị liệu là cũng giống như lymphoma vậy đó, thì ngoài cái điều trị trúng đích là rituximab và các thuốc hóa trị liệu như chót, thì ở đây sẽ sử dụng một số thuốc hóa trị liệu khác ha. Thì trong đó có bendamustine, mefalan vân vân. Rồi và một cái phương án nữa bên cạnh những cái phương án trên đó chính là sử dụng corticoid. Thì mục tiêu của sử dụng corticoid tức nghĩa là sẽ giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch để kiểm soát viêm trong cơ thể, và đồng thời cái liều cao sẽ giúp chống lại tế bào đau tủy. Thì đó là bốn cái thuốc chính, bốn cái loại điều trị chính trong đau u tủy mà hiện nay là mình đang sử dụng. Thì cái sự phối hợp giữa bốn cái này nó sẽ là một cái điều trị gọi là chính cho đau u tủy ha. Thì cái việc phối hợp như thế nào, phối hợp ra làm sao, hay là khi nào thì phối hợp cái nào, thì có thể cái này thì nó hơi sâu một xíu ha. Thì có thể các anh chị và các bạn nắm qua để biết, chứ cũng không có cần phải là tìm hiểu quá kỹ nếu mà các anh chị và các bạn không có làm về chuyên khoa huyết học. Thì đây ha, đây là lịch sử phát triển ha. Thì cái bortezomib này bắt đầu phát triển từ năm 2013 và đến nay đó là thuốc có điều trị chủ lực cho đau u tủy ha. Rồi đây, vậy thì mục tiêu điều trị là gì? Mục tiêu điều trị của mình sẽ là giảm gánh nặng của khối u và ngăn ngừa tổn thương các cơ quan đích tiến triển và giảm nhẹ các triệu chứng. Thì một cái phối hợp gọi là chuẩn cho đau u tủy hiện tại sẽ là phối hợp giữa ba cái loại thuốc ha. Và mục tiêu của mình đó là sẽ giúp cho bệnh nhân đạt được hiệu quả điều trị tốt, dung nạp thuốc tốt và bảo tồn tế bào gốc để có thể là ghép tế bào gốc ha. Và thuốc có sẵn và với một cái chi phí tốt.
thì cái phác đồ hiện tại thì sẽ thường là phối hợp 3 loại thuốc. Thì khi mà điều trị á, thì cái cập nhật mới nhất về điều trị á, thì người ta sẽ dùng cái bất thường về nhiễm sắc thể ha, và người ta sẽ phân nhóm. Cái này là nãy những cái mà mình đã trình bày ở trên. Thì nếu như mà người bệnh có một trong những cái bất thường nhiễm sắc thể như vậy thì họ sẽ xếp vào nhóm nguy cơ cao, còn nếu như mà không thì sẽ xếp vào nhóm đa u tủy nguy cơ chuẩn. Và từ đó thì sẽ có những cái hướng điều trị nguy cơ cao và nguy cơ chuẩn ha. Rồi, ở nguy cơ cao thì thường là sau khi điều trị xong thì bệnh nhân sẽ được tự ghép tế bào gốc. Còn ở nguy cơ chuẩn thì cái việc mà ghép hay không ghép thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ha. Bệnh nhân có thể trì hoãn, không ghép ở trong giai đoạn đầu tiên cũng được, mà có thể khi nào bệnh tái phát lại thì khi đó mới ghép cũng được ha. Rồi, đây, ghép là sao? Ghép sớm là ghép tế bào gốc ở lần điều trị đầu tiên, còn ghép trì hoãn là trì hoãn cho đến khi bệnh tái phát. Đối với đa u tủy nguy cơ chuẩn thì bệnh nhân ghép sớm hay ghép trì hoãn cho đến khi bệnh tái phát thì có tỷ lệ sống còn tương đương nhau. Rồi lựa chọn giữa phương pháp ghép sớm hay ghép trì hoãn sẽ phụ thuộc vào bệnh nhân nè, ý muốn của người bệnh như thế nào nữa ha, tuổi của bệnh nhân, khả năng dung nạp và đáp ứng với hóa trị ban đầu và điều kiện tại cơ sở điều trị. Thì cái phác đồ hiện nay á, mà mình được sử dụng nhiều nhất á, đó chính là phối hợp giữa bortezomib nè, dexamethasone nè và một thuốc hóa trị liệu là cyclophosphamide ha. Là hiện tại ở Việt Nam mình đang sử dụng nhiều nhất cái phác đồ này, hay là gọi tắt là VCD, hay còn gọi là C-Bordex ha. C là cyclophosphamide, bọc là bortezomib và dexamethasone. Tuy nhiên một số trường hợp á, người ta không phối hợp với cyclophosphamide mà người ta phối hợp với lenalidomide, bởi vì người ta thấy là cái lenalidomide sẽ giúp đạt đáp ứng cao hơn. Tuy nhiên cái lenalidomide thì hiện tại mình không có sẵn ở trong hàng bảo hiểm y tế ha. Bệnh nhân muốn mua thì phải mua ở ngoài, thành ra là mình sử dụng thuốc mà mình có sẵn, đó chính là cyclophosphamide ha. Rồi trong một số trường hợp mà bệnh nhân không có bệnh nhân già yếu không thể sử dụng phác đồ 3 thuốc được thì mình có thể sử dụng phác đồ 2 thuốc ha. Thì phác đồ 2 thuốc thường dùng có thể là phối hợp giữa bortezomib và dexamethasone. Và đây là những cái phác đồ thường dùng ha. Rồi đây. Cái này là mô tả kỹ hơn về cái ngày sử dụng thuốc. Thì thật ra nhìn thì có thể với các bạn mới tiếp cận thì mấy bạn thấy nó hơi phức tạp. Nhưng mà thật ra cái phác đồ này rất là đơn giản ha. Và việc sử dụng cũng khá là đơn giản. Bởi vì bortezomib là tiêm mạch nhanh 5 giây, Dexa sử dụng cũng đơn giản và cyclophosphamide sử dụng cũng đơn giản. Cho nên là đối với so với những cái phác đồ khác như phác đồ của lymphoma thì cái phác đồ của đa u tủy cái việc điều trị nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Rồi, khi nào thì bệnh nhân ghép? Thì khi đó thì mình phải phân nhóm nguy cơ ha. Và khi so sánh đối với nhóm nguy cơ cao á, nếu mà mình điều trị thuốc không á, thì ghép tế bào gốc sẽ giúp kéo dài EFS và OS hơn. Thì tiêu chuẩn ghép thì khác nhau tùy từng nước và từng trường hợp. Thì ở hầu hết các nước châu Âu á, thì ghép nên được tiến hành ở bệnh nhân dưới 65 tuổi. Tại Mỹ á, thì giới hạn về tuổi thì không được sử dụng. Thay vào đó người ta sẽ dựa vào tuổi sinh học theo từng trường hợp. Thì nếu như mà ở Mỹ á, nếu như mà tuổi trên 77 hay bệnh nhân có xơ gan hoặc y cốc là 3 hoặc 4 hoặc là phân độ suy tim theo NIH là giai đoạn 3 hoặc 4 thì họ sẽ không có khuyến cáo ghép. Và quyết định ghép ngoài dựa vào nguy cơ lợi ích còn nên dựa vào nguyện vọng của người bệnh nữa ha. Rồi, tại bệnh viện truyền máu huyết học á, thì trước đây á, là mình sẽ ghép ở bệnh nhân dưới 60 tuổi. Nhưng mà bây giờ cái kỹ thuật nó phát triển hơn ha, cái điều kiện của mình tốt hơn thì bệnh nhân dưới 70 tuổi mình vẫn có thể ghép được. Rồi, đây là những cái mà các anh chị nên quan tâm, bởi vì các anh chị sử dụng là các anh chị ở tuyến đầu ha. Khi mà mấy anh chị chưa có chuyển được á, thì nếu như mà trong trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý về xương hay là bệnh nhân có những cái gọi là tăng canxi máu thì các anh chị có thể sử dụng bifosphonate cho người bệnh ha. Hoặc là giảm đau thì có thể dùng nhóm morphine, tránh dùng nhóm NSAID ha, bởi vì không biết được là bệnh nhân đó có bị giảm tiểu cầu hay không,
cho nên là nên xem xét dùng nhóm morphine cố định xương gãy trong trường hợp là bệnh nhân gọi là có những cái u mà chèn ép thần kinh này kia thì cân nhắc coi có nên xạ trị hay không, và tham vấn chuyên khoa chấn thương chỉnh hình xử trí những cái như là sụp đốt sống gây đau gây liệt vân vân. Thì đó là những cái nơi, những cái xử trí mà có thể xử trí ở bệnh nhân đau tủy nếu mà có bị biến chứng xương. Thì nếu như mà trong trường hợp bệnh nhân có suy thận thì đầu tiên là mình sẽ bù nước ha, truyền dịch, uống nước, rồi cũng tránh dùng NSAID ha, tránh dùng các thuốc ảnh hưởng thận và tránh tiêm thuốc cản quang. Nếu như mà bệnh nhân có chỉ định phải chụp CT thì tránh dùng thuốc cản quang và xử trí những cái tăng axit uric. Thì cái này anh chị đã có kinh nghiệm quá rồi ha, là sẽ truyền dịch dùng allopurinol hoặc là thay huyết tương chạy thận nhân tạo khi có chỉ định. Rồi, trong trường hợp bệnh nhân có nhiễm trùng nặng đe dọa tính mạng thì có thể dùng immunoglobulin tĩnh mạch ha, mà này cũng hiếm. Thì bệnh nhân bị đau tủy sẽ thường nhiễm pneumocystis carinii cho nên có thể dự phòng bằng cotrimoxazole ha. Những bệnh nhân này thì cũng dễ bị nhiễm virus herpes cho nên sẽ thường sử dụng acyclovir để phòng ngừa. Và đặc biệt là khi mà sử dụng mirtazomib á thì cái nguy cơ tái hoạt viêm gan siêu vi B, cho nên những bệnh nhân này á, nếu như mà bệnh nhân có nguy cơ tái hoạt viêm gan siêu vi B thì nên sử dụng entecavir, tenofovir ha, sau kéo dài ít nhất là 6 đến 6 đến 12 tháng khi kết thúc điều trị. Rồi, nếu như mà bệnh nhân thiếu máu thì có thể truyền hồng cầu lắng, thì mục tiêu chỉ cần là hemoglobin trên 8 được rồi ha. Là có thể dùng erythropoietin nếu mà bệnh nhân có EPO giảm. Tăng canxi máu thì truyền dịch đợi tiểu hay dùng bifosfonat. Và tăng độ cánh máu thì có thể thay huyết tương khi mà bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng ha. Thì đó là tất cả những gì liên quan đến đau tủy, chẩn đoán như thế nào, làm sao nghĩ đến đau tủy và cần những xét nghiệm gì, khi nào thì chuyển đến huyết học ha, và những cái điều trị cơ bản của đau tủy là như thế nào. Thì mình tóm gọn lại cái bài mới nãy các bạn trình và trình lại cho các anh chị. Thì nhân tiện cái bài này á, có một cái bệnh án gọi là mô tả, thì mình sẽ trình luôn cái bệnh án này cho các anh chị nắm được ha. Thì đây là một cái trường hợp bệnh nhân nữ 50 tuổi. Thì bệnh nhân nhập viện vào năm 2018. Lý do nhập viện của bệnh nhân là bệnh nhân bị đau lưng và đau vai ha. Thì bệnh là khoảng 1 năm, bệnh nhân thấy đau lưng và đau vai ngày càng tăng dần. Thì khi mà bệnh nhân đi khám bệnh viện tỉnh á, làm công thức máu thì thấy bất thường, cho nên là chuyển bệnh viện truyền máu huyết học. Thì tiền căn thì chưa ghi nhận bất thường ha. Bệnh nhân này bị lúc 50 tuổi là cũng khá sớm. Rồi, khi đó bệnh nhân được làm xét nghiệm chẩn đoán, được khám và làm xét nghiệm chẩn đoán thì thấy là lâm sàng thì bệnh nhân có đau nhức xương và thiếu máu. Cận lâm sàng thì bệnh nhân có thiếu máu ha, bệnh nhân có tăng M protein, trong đó là tăng IgA ha, và bệnh nhân có plasmocyte trong tủy xương và có hủy xương nhiều nơi trên X quang. Bệnh nhân được xếp giai đoạn là 3A do là có tổn thương xương nhiều nơi và có hemoglobin dưới 8.5. Bệnh nhân được xếp giai đoạn 2 theo RESS là do có albumin đào khoảng 3.44 và albumin dưới 3.5. Đây là một cái nhóm nguy cơ cao là do bệnh nhân tăng IgA ha. Thì nếu mà bệnh nhân là IgG thì thường là nguy cơ chuẩn, còn nguy cơ cao là tăng IgA. Nhưng mà cái này thì bệnh nhân không có bất thường về nhiễm sắc thể ha, cho nên là mình không có ghi nhận là có bất thường về nhiễm sắc thể, mà cái nhóm nguy cơ cao này do tăng IgA. Thì chẩn đoán nguyên văn của bệnh nhân sẽ là đau tủy thể tiết IgA cấp 3 giai đoạn 3A theo Duracemon giai đoạn 2 theo RESS nhóm nguy cơ cao ha. Rồi, và hướng điều trị của bệnh nhân sẽ là sử dụng phác đồ giống như mình đã nói ha, phối hợp giữa bortezomib, lenalidomide, dexamethasone hoặc là bortezomib, cyclophosphamide, dexamethasone, sau đó là được ghép tế bào gốc. Nhưng mà khi mà tư vấn bệnh nhân á, thì bệnh nhân và gia đình từ chối ghép tế bào gốc vì lý do kinh tế, cho nên là quyết định là điều trị phác đồ với cyclophosphamide, Venclax và dexamethasone. Venclax là tên thương mại của bortezomib ha. Rồi, điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân là trước khi khám răng thì bệnh nhân tiến hành hóa trị liệu. Thì ở đây là đối với bệnh nhân trước khi hóa trị liệu, đối với tất cả các bệnh lý thì bệnh viện đều cho bệnh nhân đi khám răng ha, để bảo đảm là bệnh nhân không có bất thường gì về răng miệng trước khi điều trị.
Khi đó thì bệnh nhân có đau nhức xương nhưng mà hội chẩn với chấn thương chỉnh hình thì không có can thiệp gì thêm ha. Và bệnh nhân được sử dụng Someta cho mỗi đầu chu kỳ và điều trị dự phòng bằng Acyclovir và Cotrim. Và do bệnh nhân đã có kháng thể rồi cho nên bệnh nhân không cần phòng ngừa tái mạc viêm gan CVB. Thì đây là đáp ứng điều trị ha. Thì trước điều trị, sau 4 đợt và sau 6 đợt thì mình sẽ làm đáp ứng. Và mình thấy là trước điều trị là Karnofsky bệnh nhân khoảng 90%, sau đó thì là 100% và không còn hội chứng thiếu máu nữa. Trước điều trị thì huyết đồ bệnh nhân là bệnh nhân có thiếu máu ha. Còn sau điều trị thì là bệnh nhân cải thiện hemoglobin 13g/1, tiểu cầu với bạch cầu bình thường ha. Trước điều trị thì plasmocyte trong tủy là 68%, sau điều trị thì còn khoảng chừng 3% thôi. Và IgA của bệnh nhân trước điều trị là 16,44 và sau 6 đợt thì còn có 0,98, là giảm rất là nhiều ha, giảm trên 90%. Rồi, bệnh nhân này thì không có tăng cấp 3 lambda, chỉ tăng IgA thôi ha. Và beta 2 macroglobulin của bệnh nhân cũng cải thiện. Rồi, ở đây là cái kết quả điện di protein của bệnh nhân ha, là trước điều trị ha là bệnh nhân có tăng gamma globulin, sau điều trị thì trở về bình thường ha. Và đây là cái đỉnh IgA của bệnh nhân ha. Và sau 4 đợt thì cái đỉnh giảm rất là thấp. Và sau khi 6 đợt nữa thì gần như là về bình thường. Rồi đây là cái bảng đánh giá đáp ứng ha. Thì ở đây là bệnh nhân đạt được đáp ứng một phần rất là tốt, hay còn gọi là very good BA ha. Và bệnh nhân được ra điều trị duy trì. Thì kết luận lại thì đau u tủy là một bệnh lý ác tính về máu thường gặp ha. RAP là triệu chứng điển hình của đau u tủy. Bortezomib là một chất ức chế proteasome thế hệ đầu tiên được ưu tiên sử dụng để điều trị bệnh đau u tủy. Thì bortezomib được khuyến cáo cho bệnh nhân mới được chẩn đoán có hướng ghép hay không có hướng ghép. Bệnh nhân nhóm nguy cơ cao ha, bệnh nhân tái phát hoặc kháng trị thì cũng dùng bortezomib. Và bortezomib có thể sử dụng đơn độc hoặc là thuốc cơ bản để phối hợp với các thuốc khác. Thì khuynh hướng hiện nay chính là phối phát đồ kết hợp 3 thuốc ha. Và tự ghép tế bào gốc thì nên được cân nhắc theo từng trường hợp cụ thể. Thì gần đây một cái loại thuốc mới là thuốc kháng thể đơn dòng daratumumab thì được khuyến cáo ngày càng nhiều trong các phác đồ lựa chọn cho bệnh nhân đau tủy. Rồi các anh chị với các bạn còn vẫn nghe được đúng không? Dạ được rồi. Thì cái bài nó khá là cô đọng ha. Tóm tắt lại những cái gì liên quan tới đau tủy thì cô cho em hỏi. Hỏi đi bạn. Là cô vậy là thường ban đầu bệnh nhân có đau tủy cô là bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện về xương và máu là dễ gặp nhất hơn không? Tại em thấy cái ca lâm sàng với những cái gì cô trình á, tại vì đâu phải là cái tiếng nào cũng có thể là đọc làm về tủy đồ hoặc là làm những cái xét nghiệm về kháng thể đó không? Thì... đúng rồi bạn. Thì đó mình vừa mới trình bày đó là cái grab đó ha. Bệnh nhân có thể là đau nhức xương, bệnh nhân thiếu máu hoặc là bệnh nhân có suy thận ha. Thì đó là những cái triệu chứng thường gặp nhất hay là những cái dấu hiệu của tăng canxi máu. Thì dựa vào lâm sàng như vậy, những cái kết hợp như vậy thì mình có thể định hướng mà mình nghĩ tới đây có phải là trường hợp đau tủy hay không. Chứ mình chưa cần làm tủy xương, mình chưa cần làm sinh thiết tủy gì cả ha. Dạ. Yeah. Tại thường mấy em là chỉ làm bên nội tổng quát đó cô. Bởi vì nếu chỉ là nhận biết rồi để chuyển huyết học thôi chứ... chỗ mấy em cũng không có những cái thiết bị để chẩn đoán chính xác của cái bệnh này nữa. Thì nhưng mà nếu mà làm protein máu, làm albumin máu thì ở đâu cũng làm mà, đúng không? Dạ dạ. Hay là dạ, định lượng thì... immunoglobulin thì những cái xét nghiệm đó cũng khá là đơn giản. Thì em muốn hỏi để biết những cái đó là mình nghi ngờ không? Thì triệu chứng lâm sàng đó là sự kết hợp của các triệu chứng liên quan đến tổn thương xương, của suy thận hay là của tổn thương tế bào máu ha. Thì dựa vào những cái đó mình có thể đưa ra được cái chẩn đoán. Nhưng mà hầu như những ca như vậy thì hầu như là đều có những cái biểu hiện xương trên X quang rồi phải không cô?
Chứ em thấy hình như là không có ca nào vô sớm hơn để phát hiện mà không có biểu hiện trên xương chứ. Tại vì đau tủy là một cái bệnh lý tiến triển chậm ha, cho nên thường nếu như mà bệnh nhân vô viện á, thì là bệnh nhân có thể tiến triển bệnh từ 1-2 năm về trước rồi. Và thường á, là đối với ở Việt Nam của mình á, thì thường là có triệu chứng rõ rệt thì người ta mới đi khám, chứ ít khi ai mà đi khám ở giai đoạn mà không có triệu chứng lắm. Mà khi có triệu chứng rồi tức nghĩa là đã có tổn thương cơ quan đít rồi ha, và cái tần suất gặp thì mới nãy giống như các bạn trình bày á, thì cái tần suất gặp á, nếu như mà suy thận thì trên năm khoảng chừng trên 50% trường hợp bệnh nhân sẽ có suy thận, xíu máu thì 70 60 đến 70%, và đau nhức xương là có thể lên tới 85% trường hợp ha. Cho nên là nếu như mà thường là sẽ có sự kết hợp nữa, cho nên là nếu mà mấy bạn đã biết về, nếu mà mấy bạn không biết về căn bệnh này á thì có thể các bạn không có nghĩ tới đâu, nhưng mà khi các bạn biết rồi, các bạn kết hợp những cái yếu tố đó lại thì mấy bạn sẽ dễ dàng nghĩ tới ha. Dạ thưa cô, mình là bác sĩ Thùy, lớp chuyên khoa 252 à. Thì Dạ. cho mình xin trình bày, tại vì thật sự là đúng là cái chẩn đoán mà từ giai đoạn MGUS rồi qua hai giai đoạn kia rồi tới đau u tủy á, thì đúng là rất là khó đó. Trên lâm sàng mình là chuyên khoa thận ấy, thì cũng có gặp một ca là bệnh nhân vào vì bệnh cảnh suy thận và rất là mệt, tức là cứ tới chiều là bệnh nhân cảm thấy mệt mà giống như muốn không chịu nổi vậy đó. Dạ. Thì vào thì mình tìm các nguyên nhân, thì tiếp cận cái vấn đề suy thận của bệnh nhân thì cả đã loại trừ hết, thì hướng đến là do cái bệnh lý huyết học, thì cũng đi làm cách ba lâm đa rồi làm canxi máu. Nói chung là làm thì nó cũng ra cái gì nó cũng bọt bên lại hết, nó không có cái gì gọi là điển hình hết. Mà Dạ. suy thận thì bệnh nhân không có suy thận thì không thấy tìm thấy nguyên nhân ngoài cái nguyên nhân đó, rồi bệnh nhân thì có tình trạng tăng canxi máu rất cao nhưng mà không có đau xương gì cả. Dạ. Thành ra là tôi mới đề xuất bệnh nhân làm sinh thiết thận với làm thủy đồ, nhưng mà bệnh nhân từ chối, bệnh nhân đi qua Chợ Rẫy làm. Thì khoảng 1-2 tuần sau ấy, thì có gọi người nhà để hỏi, thì người nhà nói là làm thủy đồ cũng ra bình thường nhưng mà tự nhiên chức năng thận của bệnh nhân hồi phục. Dạ. Đó, rồi cũng có tăng canxi máu nhưng mà cô không biết tại sao. Thì cô có nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề đó, thì cô có gặp trường hợp nào như vậy không? Dạ thường nếu như mà cái tủy đồ bình thường á thì mình sẽ không có nghĩ đến cái đau tủy, tại vì trong trường hợp mà cái smoldering á thì cái plasmocyte trong tủy xương vẫn có thể tăng cao. Giống như mới nãy mình có trình bày á, là cái plasmocyte trong tủy xương nó vẫn có thể tới cái khoảng chừng 60% luôn. Nhưng mà ở đó trong trường hợp mà smoldering á thì nó sẽ không có tổn thương cơ quan đít. Bởi vì nếu như mà có kèm theo plasmocyte kèm theo với lại tổn thương cơ quan đít thì nó đã là đau u tủy rồi, chứ nó không dừng ở giai đoạn smoldering nữa. Mà trong khi cái tủy đồ bình thường, và một cái đặc điểm nữa để mình có thể nhận diện được đây có phải là đau u tủy không, cho tính là bệnh nhân có tăng M-protein, tức nghĩa là tăng immunoglobulin đơn dòng chứ không phải là đa dòng. Nếu mà trong trường hợp đó mình làm mà immunoglobulin mà tăng đa dòng thì khi đó nó lại không phù hợp với một trường hợp đau u tủy nữa, mà thường nó phải là tăng đơn dòng. Thì với những cái yếu tố như vậy thì mình mới nghĩ đến đây có phải là trường hợp đau tủy hay không. Còn cái trường hợp của chị đưa ra thì nó có thể nằm trong cái bệnh lý nào khác, cái đó thì mình không rõ. Tại vì tủy đồ làm thì hoàn toàn bình thường, thì mình không thể nghĩ đây là một trường hợp đau tủy được. Tại vì có một cái yếu tố là tăng canxi máu á, thì Dạ. canxi máu cao mà đã loại trừ việc là cường tuyến cận giáp rồi, Dạ. không biết là tại sao tăng canxi ngoài việc ung thư. Nó thành Dạ. ra có những bệnh nhân mình cứ lụm lặt các triệu chứng lại nhưng mà cuối cùng nó không ra được cái gì hết. Dạ. Đó. Thì cũng có những cái trường hợp khó chẩn đoán. Tại vì thường ra có nhiều trường hợp bệnh nhân vô bệnh viện huyết học rồi, họ cũng khó đưa ra cái chẩn đoán. Giống như là một cái trường hợp mà bệnh nhân tăng rất là nhiều plasmocyte trong tủy xương chẳng hạn, nhưng mà bệnh nhân lại không có những cái biểu hiện khác của đau tủy, hay là bệnh nhân tăng đơn dòng chẳng hạn. Tại thật ra plasmocyte cũng có nhiều trường hợp tăng trong trường hợp mà bệnh nhân nhiễm trùng, bệnh nhân và trong nhiễm trùng thì cũng có tăng immunoglobulin đơn dòng, ít xin lỗi đa dòng. Thì khi đó mình sẽ dựa vào cái xét nghiệm mà giống như mới nãy bạn có trình bày á,
mà hôm bữa mình có nói qua đó, tức nghĩa là dấu ấn miễn dịch, để mình xem coi là cái blastocyst đó là ác tính hay là bình thường. Tại vì một số trường hợp có tăng blastocyst hoạt hóa nữa. Cho nên là có nhiều trường hợp cũng khó lắm, mình cũng không có chẩn đoán được một cách dễ dàng đâu. Nhưng mà đa phần á, là dựa vào những cái triệu chứng lâm sàng mà kết hợp như vậy á, thì mình có thể nghĩ đến đau tủy được. Vậy có những trường hợp nào mà nó không có đi từ em gớt rồi nó không đi qua hết các giai đoạn đến nào u tủy mà nó tự nhiên nó ngừng lại á, rồi có cái gì nó làm cho À, cái ngừng? đó mình theo dõi chứ, có những trường hợp bệnh nhân vô với mình đó, có thể những cái trường hợp mà em gớt thì mình hơi khó một xíu, tại vì thường nó không có biểu hiện lâm sàng, mà có thể là bệnh nhân đi khám thường quy xét nghiệm hay sao đó thì cũng khó lắm, tại vì cũng không có ai tự nhiên mà đi xét nghiệm immunoglobulin miễn dịch cả, hay là cũng chẳng ai mà tự nhiên mà đi xét nghiệm những cái mà liên quan đến những cái bệnh khi mà bệnh nhân chưa có một cái triệu chứng gì hết, và thậm chí lúc đó mình làm công thức máu nhưng khi bệnh nhân cũng không có thiếu máu luôn, cho nên là mình cũng không có một cái nghiên cứu là bao nhiêu tỷ lệ bao nhiêu em gớt ở trong mình nữa, cái đó rất khó. Thường nếu mà bệnh nhân có tới á, thì tới với cái smoldering nhiều hơn là so với cái tới em gớt. Để bệnh nhân mà chưa có đủ tiêu chuẩn của đa u tủy thì khi đó mình sẽ chẩn đoán là smoldering, và khi đó giống như là có trình bày thì để tìm coi là thật ra ca này là đa u tủy hay là smoldering đi, thì mình càng cần phải tìm những tất cái kỹ thuật cao hơn giống như là chụp PET hoặc là chụp MRI toàn thân để coi coi bệnh nhân có một cái ổ hủy xương nào hay không để có thể mình quyết định được cái chẩn đoán của mình. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ cô ơi, cho em hỏi một câu à cô. Hỏi đi bạn. À, dạ em tên Ly ở học chuyên khoa 2152 nha. Dạ. Em hỏi một câu là cái chỗ mà ghép tế bào gốc với mà ghép tủy đó cô, cái chi phí như thế nào cô, và ở miền Nam mình là những bệnh viện nào làm được đó cô? Cái ghép tủy ở đây á, thì là mình tự ghép ha, chứ không phải là mình dị ghép. Thì tự ghép thì cái chi phí nó tương đối thấp hơn so với lại dị ghép và nó dễ hơn, là do là tự lấy cái tế bào của người bệnh để ghép cho chính bản thân người bệnh thì nó sẽ dễ hơn và nó sẽ hạn chế được các biến chứng hơn so với là dị ghép. Chi phí của nó thì cũng tương đối thì khoảng chừng 100 đến 200 triệu thôi. Là tùy cái cuộc ghép đó, nếu mà ít biến chứng đó, thì chắc khoảng chừng 150 ha. Còn nếu mà nhiều biến chứng hơn thì có thể là 200 ha. Bảo hiểm thì cũng có chi trả một số loại thuốc, chi trả một phần. Và cái cuộc ghép đa u tủy thì nó tương đối nhẹ nhàng hơn so với một cái cuộc ghép bạch cầu cấp. Cho nên là bệnh nhân giống như trải qua một đợt hóa trị liệu thôi. Cái tế bào gốc đó cô, còn cái tế bào gốc là làm ở đơn vị nào cô, huyết học mình với chợ đẩy hay sao cô? Dạ đúng rồi. Tế bào gốc đó sẽ được lấy khi mà bệnh nhân đạt được đáp ứng với điều trị. Khi mà bệnh nhân mình dùng thuốc mình điều trị cho người bệnh mà bệnh nhân bắt đầu đạt được đáp ứng với thuốc thì khi đó bệnh nhân sẽ được tiến hành thu thập tế bào gốc. Thì thu thập tế bào gốc và thu thập tế bào gốc thì tại bệnh viện, và sẽ tế bào gốc đó sẽ được xử lý và sẽ được truyền lại cho người bệnh để ghép. Thì tất cả những cái bước đó là tại bệnh viện truyền máu huyết học là làm hết. Dạ còn cái chi phí như thế nào cô, cái phần nữa cô? Cái chi phí á, thì anh muốn hỏi chi phí lưu trữ tế bào gốc hay sao? Dạ chi phí lưu trữ và chi phí để ghép luôn đó cô. Dạ, để em có gì em tư vấn cho bệnh nhân rõ hơn, tại vì em làm ở Tây Ninh đôi khi gặp những cái trường hợp khuyết học gì mình cũng tư vấn cho người ta kỹ đó cô. Dạ. Thì một cái cuộc ghép như vậy là giống như đã nói với anh á, thì chi phí khoảng chừng 150 cho đến 200. Còn nếu như mà cái tế bào gốc đó mà muốn lưu trữ kéo dài theo lấy tế bào gốc ra sau đó mình ghép xong rồi đó mình vẫn còn một phần tế bào gốc và mình muốn giữ nó lại mình lưu trữ để mình đề phòng khi nào mình tái phát, có thể là mình sẽ ghép lần hai chẳng hạn, thì khi đó nó sẽ phụ thuộc vào cái chi phí mỗi năm. Thì thế như mấy năm đầu á, là khoảng chừng 10 triệu, rồi những năm sau còn 5 triệu chẳng hạn, là như vậy á, nó sẽ giảm theo cái thời gian như vậy. Và thường là bệnh viện lưu trữ khoảng từ 3 đến 5 năm. Nếu mà trong thời gian 3 đến 5 năm đó mà không sử dụng á, thì mình có thể là mình không lưu trữ nữa.
Dạ em cảm ơn cô. Dạ cô cho em hỏi, cô khi mà bệnh nhân mà ghép tủy á cô, thì cái tiên lượng mà họ sau đó đó cô, là họ có phải dùng thuốc hay là cái tiên lượng sống còn như thế nào cô? Còn khi mà bệnh nhân mà không có ghép đó cô, thì họ điều trị bằng hóa trị không thì sao? Thì mình sẽ chia ra thành hai nhóm theo sinh học phân tử. Giống như mới nãy mình đã có trình bày ha, thì nếu như mà đối với những nhóm nguy cơ cao thì bệnh nhân nên được ghép. Tại vì người ta ghi nhận là nếu như mà ghép á, thì sẽ, nếu như mà ghép trong trường hợp nguy cơ cao thì nó sẽ giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân mà không tiến triển bệnh, và kéo dài thời gian sống toàn thể của bệnh hơn so với việc không ghép. Còn đối với nhóm mà nguy cơ chuẩn, bệnh nhân không có bất thường về những sắc thể, thì người ta cân nhắc ha. Tại vì người ta thấy là nếu như mà ghép ngay trong cái giai đoạn đầu tiên luôn, với lại cái việc mà ghép ở giai đoạn tái phát đối với nhóm bệnh nhân này, thì nó không có thay đổi gì, nó không có khác biệt gì về cái thời gian sống không tiến triển bệnh cũng như là thời gian sống toàn thể. Cho nên ở cái giai đoạn nguy cơ chuẩn, người ta vẫn còn bỏ ngỏ. Còn ở trong giai đoạn nguy cơ cao thì bệnh nhân nên được ghép để kéo dài EFS và OS hơn. Thì hai cái đó, nếu như mà trong trường hợp mà bệnh nhân không ghép được, nếu mà bệnh nhân nhóm nguy cơ cao mà bệnh nhân không ghép được bởi vì lý do là bệnh nhân lớn tuổi quá rồi, bệnh nhân không có phù hợp, bệnh nhân có quá nhiều bệnh lý nền, hay là bệnh nhân không có điều kiện kinh tế để ghép mà bệnh nhân chỉ có điều kiện dùng thuốc thôi, thì dĩ nhiên là bệnh nhân cũng phải chấp nhận là cái thời gian EFS và OS của mình nó không tốt bằng so với một cái trường hợp được ghép. Và thường là đối với những cái bệnh lý mà tiến triển chậm như vậy á, thì mình sẽ có một cái phương pháp nữa, đó là điều trị duy trì sau cái giai đoạn điều trị tấn công ha. Thì cái điều trị duy trì á, mình có thể sử dụng nhiều loại, ví dụ như là mình duy trì ở trên thế giới bây giờ người ta có hai cái duy trì chính, đó là người ta dùng bortezomib để duy trì hoặc là người ta dùng lenalidomide để duy trì. Còn ở Việt Nam của mình á, thì thường á là để phù hợp với điều kiện kinh tế và phù hợp với điều kiện của mình thì mình dùng lenalidomide để duy trì ha. Thì khi đó mình sẽ điều trị hoài luôn, mình duy trì cho đến khi nào mà bệnh nhân tái phát. Thì đó là một trong các, thì thật ra bệnh nhân ghép rồi thì mình vẫn có thể điều trị duy trì cho người bệnh để mình kéo dài cái thời gian sống không có tiến triển bệnh cho bệnh nhân. Thì đó là cái phương pháp điều trị, và có ghép hay không ghép thì nó khác biệt ở đó chỗ đó. Thì cái bệnh đau tủy này á, thì nó cũng giống như các bệnh lý khác về huyết học thôi. Thật ra cái mục tiêu điều trị của mình á, là để bệnh nhân đạt lui bệnh ha, và để kéo dài thời gian sống không bệnh. Chứ còn mà hết thì sẽ không hết được. Giống như nhà bạn nhóm Trình có đưa ra cái hình á, và mô tả là rồi là bệnh nhân cũng sẽ tái phát ha. Thậm chí là bệnh nhân có thể tái phát lần 2, lần 3 vân vân và vân vân. Và càng những lần tái phát sau á, thì bệnh nhân sẽ càng kháng trị với điều trị. Cho nên mục tiêu của mình đó là điều trị là đạt lui bệnh và kéo dài cái thời gian sống mà không có tiến triển bệnh. Mà mình phải chấp nhận là mình phải tư vấn với người bệnh rằng là bệnh này không có hết được 100%. Cái vấn đề tái phát là sẽ tái phát thôi, nhưng mà khi nào ha. Và cái ghép nó sẽ làm, cái ghép ở nhóm nguy cơ cao nó sẽ giúp cho cái thời gian tái phát nó càng xa. Cô khi mà họ ghép rồi đó cô, mà họ tái phát thì họ có thể ghép nữa không cô? Vẫn có thể ghép lần hai ha. Thì mình sẽ lưu trữ tế bào gốc ở lần đầu, thì sau khi mình lưu trữ xong, mình lưu trữ với một số lượng nhiều tế bào gốc, thì cái số lượng tế bào gốc ghép lần đầu, sau đó mình sẽ lưu trữ những cái số lượng tế bào gốc còn lại và để dành cho đến khi lần hai để bệnh nhân tiếp tục ghép lần hai. Bạn các anh chị còn câu hỏi nào nữa không?
Dạ chị, vậy cái thủy xương của cái đau tủy là mình có xử trí gì không? Hay mình đại mình tư vấn bệnh nhân là mình cũng không có làm gì thêm ở cái đó. Nói về cái thủy xương của đau tủy á, thì nó rất là phức tạp. Thì nhưng mà mình phải hiểu một điều rằng á, mình sẽ nói một sơ qua về cái tổn thương xương trong đau tủy cho các bạn ha.